Hello, chào mừng tất cả các chiến binh S-9, những người bạn mới của S-9, những tư vấn viên mới. Những tư vấn viên mới CV đã đến tham dự cái buổi chia sẻ của nhóm Cơn Lốc Ngược S-9 vào tối thứ ba và tối thứ sáu hàng tuần. Chúc cho cả nhà có một buổi tối tràn ngập tình yêu thương và những điều tốt đẹp. Và chúng ta sẽ đón nhận được nhiều giá trị, những cái thông tin để giúp cho cuộc sống của mỗi một con người chất lượng ngày một tốt hơn. Và chúng ta sẽ cùng nhau làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Cứ rất là biết ơn và tự hào là một thành viên của S69, trường đào tạo kinh doanh thương mại hàng đầu thế giới, với văn hóa yêu hết mình và cho đi hết mình. Và chúng ta đang cùng nhau ngày đêm học tập, huấn luyện và đào tạo, hội tụ 1.102 thủ lĩnh kinh doanh thương mại xuất chúng để làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Cơn lốc ngược S69 là một nhóm nhỏ của hệ thống S69. Cơn lốc ngược là gì? Cơn lốc ngược, cơn lốc thật là đi đến đâu tàn phá đến đó, thế còn cơn lốc ngược là nơi nào chúng ta có dấu chân đặt tới là nơi đó có một cái sự cuộc sống khỏe mạnh, ấm no, tự do và hạnh phúc. Đấy, và trong gần 6 năm qua chúng ta đã làm được rất là nhiều những cái điều tuyệt vời. Đấy, và tất nhiên mọi thứ nó mới chỉ là bắt đầu. Đấy, và ngày hôm nay thì chúng ta đang cùng nhau vẽ lại một bức tranh tuyệt đẹp về kinh doanh theo mạng ở Việt Nam. Và chúng ta sẽ bắt đầu ngay cái buổi tối ngày hôm nay Cường sẽ gửi tặng cả nhà một món quà rất đặc biệt. Bao nhiêu trong số các bạn muốn nhận quà thì giơ ngón tay cái. Cảm ơn nhà mình. Trước khi nhận quà ấy, thì Cường cũng giới thiệu bản thân một chút, bởi vì có những người bạn mới, có những tư vấn viên mới có thể chưa biết Cường, đúng không? Cường sinh năm 1976, hiện nay đang sinh sống và làm việc tại thủ đô Hà Nội. Cường hợp tác với tập đoàn Sức Khỏe Simri hết tháng này là tròn 6 năm. Con số 6 là một con số rất là đẹp. Cường có rất là nhiều thứ nó gắn với số 6. Cường sinh ngày mùng 6 tháng 8, đấy, tức là ngày lộc phát, đúng không? Và sinh năm 1976. Đấy. Và còn nhiều cái thứ khác nữa nó liên quan đến con số 6. Và trong cái số của Cường ấy cũng là số 6. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là những người nào mà cứ gần với Cường ấy thì kiểu gì cũng giàu có. Kiểu gì cũng giàu có. Giàu ở đây nó không chỉ có tiền đâu, còn giàu rất là nhiều những thứ quan trọng khác. Và ngày xưa có 9 năm làm nhà báo, có 3 năm rưỡi phụ trách PR và marketing của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Biết đến và đam mê kinh doanh theo mạng từ tháng 4 năm 2010, và cũng có 4 năm 4 tháng trả giá với cái ngành kinh doanh này trước khi biết đến Sibri và lựa chọn Sibri. Phải nói là Cường hạnh phúc từng giây từng phút khi hợp tác cùng tập đoàn sức khỏe Sibri, bởi vì hàng vạn con người đã được cải thiện và bảo vệ sức khỏe, hàng nghìn con người đã thay đổi chất lượng cuộc sống. Những người giỏi tin đi theo Cường thành công là đương nhiên, và có rất là nhiều những người bình thường đấy, nhưng ngày hôm nay đã trở thành phi thường. Có những bạn chỉ học hết lớp 3, có những bạn chỉ học hết lớp 8, có những cô nông dân, có những chị bán cá, vân vân. Và bây giờ Cường sẽ tặng cả nhà một món quà đặc biệt, sau khi mà đón nhận món quà này xong ấy, mà bạn nào mà làm CV mà không thành công ấy thì phải xem lại mình, đúng không? Đấy. Bao nhiêu số các bạn háo hức muốn đón nhận cái món quà này, cầu hỏi lại một lần nữa, giơ ngón tay cái. Cảm ơn cả nhà. Bây giờ Cường sẽ dành cho cả nhà một cái phần chia sẻ vô cùng đặc biệt đến từ một người, một chàng trai. Cường thì sinh năm 76, còn chàng trai này là 67, 76 tuổi. Cường sinh năm 76, còn chàng trai này 76 tuổi. Đấy, và đã mở danh hiệu thủ lĩnh sau 10 tháng hợp tác cùng tập đoàn sức khỏe Sibri. 76 tuổi, mở danh hiệu thủ lĩnh sau 10 tháng hợp tác cùng tập đoàn sức khỏe Sibri. Các bạn cảm thấy thế nào? Đấy, và tháng trước, thu nhập của nhà tư vấn chuyên nghiệp cộng với lại phần tiền thưởng xe hơi là 105 triệu. Bao nhiêu số các bạn thấy là tháng thứ 9, 76 tuổi mà 105 triệu thì tuyệt vời hay là siêu tuyệt vời? Ai thấy siêu tuyệt vời giơ ngón tay cái. Cảm ơn cả nhà. Vậy thì bằng cái bí quyết như thế nào, bằng cái tình yêu như thế nào, năng lượng ra làm sao, nỗ lực như thế nào, niềm tin như thế nào mà một chàng trai 76 tuổi có thể làm nên những điều kỳ diệu, đúng không? Bây giờ, ngay bây giờ, Cường xin mời bác Công Đường đến từ Khoái Châu, Hưng Yên sẽ truyền cảm hứng cho chúng ta. Xin mời bác Đường Vân Ích ạ.
Để cần xem bác đường vào chơi nhá. Hồi hộp quá. Hấp hơn quá. Linh tắt mic rồi. Sorry cả nhà. Bởi vì món quà này rất đặc biệt, thế cho nên là chờ đợi là hạnh phúc. Ra chờ thêm bác Đường khoảng 3 phút nữa thì bác sẽ có mặt để giao lưu chia sẻ với chúng ta. Phải nói là một cái nhân duyên rất đặc biệt. Mà tại sao đấy, tại sao một chàng trai 76 tuổi có thể làm nên những cái điều kỳ diệu, đúng không nào? Ở đây trước khi bác Đường chia sẻ thì Cường cũng tặng một nhân duyên mới cho những người bạn mới, ai mà tư vấn viên vừa mới ký hợp đồng, đúng không? Xin mời bạn chờ cả nhà, chờ cả một tí xíu. Đấy. Chờ cả một tí xíu. Bởi vì họ của bạn hơi dài đấy, thành ra là đấy rồi, ok. Xin mời bạn Hồ Võ Anh Hào, đúng không? Bật mic giao lưu chút. Xin mời Hồ Võ Anh Hào. Vừa mới ký hợp đồng chiều tối nay. Hồ Võ Anh Hào lên Zoom chưa? Ai dành tặng nhân duyên này cho một anh chị em nào khác. Ai mà vừa mới ký hợp đồng trong hôm nay có thể bật mic giao lưu với các chiến binh S69 một chút. Xin mời. Những tư vấn viên nào ký hợp đồng trong 2 ngày? Một ngày mở vờ xong. Vâng, xin mời bạn Nguyễn Minh. Tư thủ lĩnh ở đây em có một đấy ạ. Ok, xin... ký xong. Rồi, xin mời bạn giới thiệu làm quen với các chiến binh S19 một chút nào. Chào cả nhà nha. Em bạn có thể... Em là Thùy Nhật. Ok. Em Bắc Giang. Lý do gì bạn ký hợp đồng hợp tác với Sivri? Em thấy qua một cô giới thiệu thì em chưa tìm được cái này, nhưng mà em thấy bạn chờ một chút, bạn chờ một chút. Ok, rồi. Câu hỏi lại là bạn lý do gì bạn ký hợp đồng hợp tác với Sivri? Thì em thấy là cái sản phẩm này thiên về bảo vệ sức khỏe nhiều. Ok. Thiên về bảo vệ sức khỏe nhiều. Còn gì nữa không? Thì em cũng chưa tìm hiểu nhiều, hôm nay mới bảo ạ. Bạn nhìn thấy cái cơ hội kinh doanh này như thế nào? Thì em cũng mới được chia sẻ, cũng mới biết, em mới tham gia. Nên em có phải hỏi thêm và tìm hiểu nhiều ấy. Ok. Rồi, chúc cho bạn thành công. Dạ vâng, cảm ơn. Ok. Chú Đường đã sẵn sàng chưa? Chú Đường sẵn sàng rồi, có thể bật micro. Dạ. Nhí mẹ. Cả nhà chờ chú Đường một chút xíu. Thành Nguyễn Tuấn Đa.
Nick Nguyễn Thị Ngon để ý nhá, Cường sẽ mời ra khỏi Zoom đấy. Đó, cháu mời chú Đường ạ. Chúng ta chờ thêm chú Đường một chút xíu. Chú Đường có thể nói là một bậc thầy truyền cảm hứng đấy. Đấy. Bạn nào mà chỉ cần đón nhận những cái năng lượng, những cái bí quyết của chú rồi, chắc chắn là tháng này chúng ta sẽ không về đích, chúng ta sẽ xuyên đích một cách mạnh mẽ. Đứng em nhìn đẹp trai thủ lĩnh ơi. À, để cần xem là chú Đường đã lên chưa. Nhìn thấy nick của chú rồi nhưng mà thấy chú chưa bật. Đấy, ông bảo ông muốn nói xong rồi chưa? Không có tiếng anh ơi. Xin lỗi cả nhà. Chờ đợi là hạnh phúc. Rồi xin mời chú Đường bật mic ạ. Dạ. Rồi, xin chào các thủ lĩnh, xin chào tất cả anh em tư vấn viên trong hệ thống S69. À, cháu chào chú và các tư vấn viên, chào chú. Vâng. À, cháu vừa giới thiệu với tất cả anh chị em, đấy, một chàng trai 76 tuổi đã mở danh hiệu thủ lĩnh và lại còn xuyên đích trước 4 ngày, đúng không? À, chú Đường có thể giới thiệu với cả nhà một chút về bản thân. Nhân duyên biết đến Siri như thế nào và bằng cách nào mà một chàng trai 76 tuổi có thể làm nên những cái điều kỳ diệu. Xin mời chú ạ. Vâng ạ. Xin chào tất cả các thủ lĩnh, xin chào tất cả anh chị em tư vấn viên trong buổi tối ngày hôm nay.
Tôi tên nghiêm chỉnh là Trần Công Đường. Tôi năm nay được mới có sinh năm 1976. Vâng. Xin thưa anh chị em là cái nhân duyên mà tôi đến với Siberia thì nó cũng có hình như là có duyên từ kiếp trước à. Tôi còn nhớ năm 2018 à 16. À, lúc đó tôi gặp mà thủ lĩnh Kim Cương Trương Huy Cường ở tại cái suối nước nóng ở huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. À, thế thì lúc bây giờ thì tôi thấy thủ lĩnh Trương Huy Cường đang hướng dẫn cho khoảng độ vài chục anh em trẻ trẻ, không có ai già như tôi. Hôm nay được thủ lĩnh Phạm Hữu Minh là mời đi thôi, với cái tư cách là em mời bác đi và bác ký theo cái tinh thần là với em thôi. Thế thì trong đó thì tôi ký là đây mở ngoài tôi ký vùng ạ, ký vùng vợ. Vì sao ký vùng vợ là vì lúc đó nhà tôi đang, hai vợ chồng đang làm một công ty khác mà nghe chừng cũng đã thịnh hành và cũng đoạt được một số cái kết quả nó cũng tương đối mỹ mãn so với đời thường. Thì thử nhất nhưng tôi đam mê. Và thế thì xin thưa với anh em, trước khi tôi vào cái ngành kinh doanh trang mạng này thì là tôi cũng đã làm được rất nhiều thứ mà trong kinh doanh đời thường thì tôi cũng thành đạt. Tôi nói ví dụ như là tôi đi bộ đội về thì tôi cũng học sư phạm xong, tôi đi làm công tác cho nhà nước có 44 năm thôi. Thế sau đó rồi thì đến năm 94 là túng thiếu quá lại đi học thêm cái xây dựng. Thế là cuối cùng mở cái công ty xây dựng, từ bấy giờ thì vẫn hoàn thành và bây giờ vẫn đam mê đeo đuổi đằng ấy, thỉnh thoảng cũng được ký hợp đồng thì ăn 10% vẫn làm một tí. Thế là năm 2018 tôi lại mở một cái trung tâm dạy tiếng Anh ở Khoái Châu. Thế bây giờ thì cũng đang làm giám đốc thôi nhưng mà cũng kiếm được một tẹo. Thế nhưng mà sau khi mà một cái công ty cũ người ta về nước rồi, thế là tôi cũng là cái cơ duyên là lại đến với CVD lần thứ hai. Và lúc bây giờ sau khi tôi ký vụ vợ với anh Phạm Hữu Minh thì lúc bây giờ tôi nhớ rằng tháng 2 năm 2016 thì xin nói lại là tôi thì là một thầy thuốc cho nên tôi đang lúc bây giờ tôi đã là trưởng phòng phòng khám rồi, thì là tôi cứ mua vụng vợ là cái sản phẩm của Siberia. Thế sau khi đó tình cờ tôi để một chỗ xong rồi tôi cũng lại đưa cho bệnh nhân một cách nén nút thôi. Bởi vì sợ vợ đang làm cái công ty mới và tôi cũng đang làm cái công ty cũ rồi, bây giờ mình nhảy sang công ty mới thì xấu hổ lắm. Và xã là cứ thâm thụt xem là cái, bởi vì bản chất của cái anh thầy thuốc ấy là cứ thấy sản phẩm nào tốt là mình ok, thế mà sản phẩm nào không tốt thì là mình cũng loại bỏ. Bởi vì cái ông thầy thuốc ấy là sẽ làm hai nhiệm vụ. Cái nhiệm vụ thứ nhất là điều trị cho bệnh nhân đấy, dùng những sản phẩm ấy. Hai nhiệm vụ thứ hai là lấy tiền ở túi bệnh nhân về túi mình thôi. Đấy, làm hai nhiệm vụ đơn giản đấy thôi. Đấy, thế thì tôi làm thế nhưng mà tình cờ một cái ngày nào đó tôi số của tôi cũng đen quá. Thế là bệnh nhân người ta mang cái sản phẩm của CBD đến hỏi vợ tôi là bán cho tôi cái này. Vợ tôi mới, sau khi tôi đi về thì vợ tôi bảo thế anh có cái sản phẩm gì thế này. Thế bảo cái này ai thế nhá. Thế thì từ bấy giờ tôi bắt đầu bị lộ ra là tôi đã gọi là hợp tác với CBD. Thế là lúc bây giờ anh khai thật là tất cả. Nhưng mà thực tình mà nói thì đúng là ở đời này đang làm một cái việc mà làm tốt rồi, nhưng mà thay đổi để làm cái việc tốt hơn thì tôi nghĩ rằng vô cùng khó. Mà nhất là cái tính của tôi lại sợ vợ, cho nên là vợ quát cái là rúm vòi và không có làm được cái trò gì từ bấy giờ. Thế may quá là cái công ty mới người ta, công ty cũ người ta đến năm 2018, người ta 19 tháng 8 năm 2019 người ta về nước. Thế là tháng sau là tôi xin nhập lại lần thứ ba cơ, chứ không phải lần này lần thứ ba, bởi vì một lần nữa ký là ký vụ, lần thứ ba, lần thứ hai ấy, này bắt đầu mới lộ, còn lần một là không có bị lộ. Đấy, thì xin chào với anh chị em, thế nên là nguyên do. Thế mà khi mà tôi biết thì đến là thấy là thủ lĩnh Kim Cương, Trương Huy Cường lúc bây giờ phải nói rằng là anh cũng, tôi thấy ngưỡng mộ lắm, bởi toàn những trẻ mà mình trong khi đó mình quá già. Lúc bây giờ của già so với tuổi là cũng năn nọ nhiều, cho nên là thấy rằng là các bạn trẻ như thế kia đến tập tành như thế là mình cũng thấy là ngưỡng mộ. Nhưng mà thực ra nói cũng có cái tôi cho nên là không có đồng hòa được mấy đâu. Đấy, thì mặc dù là ở cái công ty trước là tôi cũng đã thành công ở mức độ là cũng có xe con, thế rồi cũng lại có đất, là học tập các vị là mua đất ở Hà Nội.
Đấy, nên tôi thấy bây giờ thì tôi thấy thích. Thế đến năm tháng 6, tháng 9 năm 2019. Tháng 9, vâng, năm 2019 này bắt đầu tôi ký lần thứ 3 với Siberi. Mà tôi cho rằng lúc này thì tôi mới gọi cho chú Minh là: chú Minh ơi, là anh Bộ Chính trị đã duyệt cho anh hợp tác với chú rồi. Duyệt cho anh hợp tác với chú rồi. Thì xin thưa với anh chị em đấy, nói vui thì thoát. Thế là chặng đường đi tôi có duyên với Siberi. Hình như là kiếp trước cũng không, bây giờ kiếp này vẫn cứ bị bó với nhau thôi. Đấy, từ đấy nói với anh em thì khi mà vào ấy thì nó cũng có một cái chuyện là ở đời này, thì tôi thì trong đời thường thì tôi cũng so với anh em quê hương ấy cũng là tôi tạm gọi là thành đạt. Bởi vì nhà đất thì thừa trên Hà Nội ở với các cháu, nhưng mà đất ở quê thì cũng nhiều xào lắm, nhiều xào ấy. Thế nhưng mà rồi cứ đam mê làm cái việc này. Thế có những anh em người ta bảo thôi, ông có lẽ cái kiếp trước là ông phải chơi bời nhiều quá nên này phải lăn lộn thôi. Đấy, nhưng mà cảm ơn anh chị em à. Đấy, cho nên báo cáo với anh chị em thì thực tình mà nói thì nói thế cho vui thôi. Cái sự suy nghĩ thì thấy rằng cái kinh doanh theo mạng, kinh doanh đa cấp mà người ta đang bị phản đối rất nhiều. Nhưng mà sau khi mà tôi tìm hiểu thì tôi mới thấy rằng tôi thấy nó rất là hay. Và tôi chỉ nói tóm lại cái câu là khi mà tham gia với kinh doanh đa cấp thì không phải lo pháp luật, không phải lo vốn, không phải lo cửa hàng cờ hiệu, rồi không phải tích hàng, không phải xách hàng đi bán, không phải bằng cấp, đấy, thế rồi không cần phải sức khỏe, nửa khỏe nửa yếu cũng được, đấy, thế rồi không bão hòa về hàng hóa, thế và không bề ngoài thì mắt tay cười nhau như bề trong đều có dao găm chuẩn bị là tấn công nhau, hàng của bác là dở, còn hàng của em mới là tốt, đấy, thì tôi mới thấy rằng à, mà làm trong nỗ lực trong cũng không lâu lắm mà nghe chừng tiền nó cũng khá khá. Bởi vì trước khi tôi vào đây thì xin nói với anh em, cửa hàng cửa hiệu tôi thì bà xã tôi tốt nghiệp là đại học dược, tôi thì bên y thôi. Như hai thằng chúng tôi kiểu gì mỗi một ngày trong đó thì lại là văn phòng phẩm, kính thưa các loại trên đời này, mỗi một ngày không thể dưới 600 đến 1 triệu tiền lãi. Đấy, thế mà khi mà tôi sang mấy công ty mới ấy, 75.000 một tháng đó các bạn ạ. Hai vợ chồng đã cũng phải búa với nhau ra phết. Bởi vì tại bà xã cho nên bà xã phải máu hơn tôi. Thế này thành thử ra cũng phải có những trận chiến đấu bằng chiến tranh không khác với Mỹ Nga, chiến tranh lạnh. Già rồi nhưng mà chiến tranh lạnh đấy. Vâng, thế nhưng mà đúng là sau một thời gian thì nhận thức là một điều đó là làm nó đúng đường lối thì thấy rằng cũng thu lại kết quả cũng tương đối lớn rất nhiều về được mấy cái lợi. Cái lợi thứ nhất là cái mối quan hệ của mình. Cái thứ hai là mình cũng tự hoàn thiện mình về cái là tham ăn tục uống, rồi khinh kém sợ hơn, rồi kính thưa các loại về xấu tính là cũng được. Tôi thấy rằng cũng thông qua cái kinh doanh thương mại này cũng rất là hay. Thế và khi mà tôi hợp tác với CBD để báo cáo anh chị em từ tháng 9 đến bây giờ, nói mà không có khó khăn thì không đúng. Và tôi cho rằng là vô cùng khó khăn, vô cùng khó khăn. Đấy, thế cái khó khăn bây giờ nó khó nói lắm, bởi vì cái khó khăn, cái rào cản ngay trong tư tưởng mình thôi đã khó khăn rồi. Thế thì tôi cứ nghĩ rằng là nếu bây giờ là thành công ấy, thì có lẽ là tôi nghĩ rằng nhiều khuyết điểm lắm. Bởi vì tôi hỏi một bạn cũng thành công ở một lĩnh vực kinh doanh thương mại thì bạn ấy bảo tôi là sao bác không hỏi cháu là cái nước mắt của cháu mà chỉ hỏi cái thắng lợi của cháu đâu. Đấy, cho nên tôi lại càng thấm câu ý. Thế hôm nọ tôi lại nghe với thủ lĩnh Kim Cương, Trương Huy Cường nói là người thành công là những người mà có lẽ là nhiều cái thất bại nhất. Tôi lại càng thấy thấm thiết cái câu ấy là hai người làm thành công trong cuộc sống rồi mà đều nói thế. Thì cho nên tôi mình nghĩ là với mình già thì cái động cơ của tôi thì nói thật với anh chị em là tôi chỉ thích nhất là nhiều người nói là tự do tài chính, nhưng mà thực ra đến giờ phút này thời gian thì tôi được tự do rồi. Thế tài chính thì đúng là kinh tế mỗi thứ ăn một tệ thì hàng năm hàng ngày thì nói thật ăn cũng được bao nhiêu đâu. Ngày xưa thì không có mà ăn, thì báo cáo anh chị em là bây giờ lại có không dám ăn thì có sợ bệnh không. Thế nhưng mà cứ đam mê mà cứ thích là thích nhất mỗi câu này tự do tài chính. Tôi vẫn chưa ngửi thấy, chưa lếm thích cái mùi tự do tài chính như thủ lĩnh Vàng Kim Cương, Trương Huy Cường. Tôi còn phải chiến đấu đến khi nào mà là được ngửi thấy cái mùi là tự do tài chính rồi thì lúc đó tôi mới thích. Thế xin báo cáo anh chị em thì cũng quả thật tôi làm từ tháng 9 đến sau 5 tháng sau tôi đã là tháng thứ nhất thì tôi đã vào K6 rồi. Đến thế mà 5 tháng sau là tôi vào chuyên nghiệp. Và chuyên nghiệp từ bấy giờ cho đến tháng 6 giữ được chuyên nghiệp.
Thế và báo cáo với anh chị em là tôi định không lấy ô tô, bởi vì bản thân tôi cũng đã có ô tô 2 lần rồi. Mà đi đâu thì từ nay lấy, thằng già lấy lấy thôi. Nhiều anh em cứ bảo sao ông này ngu, ông này cứ lấy lấy làm sao, ông tham mà không phải, thử sướng thôi, sướng thì lấy lấy thôi. Thế thì là báo cáo với anh em thì tháng vừa rồi, tháng 7, thì mùng 3 tôi cũng lấy cái Mazda đấy. Vâng. Thế và xin nói lại là tôi thôi cũng đổi để còn ngửi thêm mùi Siberia. Xin báo cáo với anh chị em này, thực tình mà nói thì nói những cái kinh nghiệm thì đúng là các anh chị em thủ lĩnh đi trước thì chúng tôi vẫn gọi là thủ lĩnh liền anh liền chị đấy, bởi vì các anh em mặc dù trẻ nhưng mà nhiều kinh nghiệm lắm ở trong lĩnh vực Siberia. Tôi thì đúng là già thì già bằng tuổi thôi, nhưng mà kinh nghiệm ở trong Siberia là không có. Lúc nào chúng tôi ngưỡng mộ các thủ lĩnh, ngưỡng mộ anh chị em ở E69, và luôn luôn nói với các tư vấn viên của nhánh mình là đấy, cứ nhìn thấy Trương Huy Cường mà đáng là anh thì gọi anh, đáng chú gọi chú, đáng em gọi em, đáng cháu gọi cháu, học tập đấy, tấm gương đấy, không đi đâu cả, ngay cả mình thôi, chứ đừng nói đi sang cái lĩnh vực khác cả. Thế thì hôm nay thủ lĩnh vàng, thủ lĩnh kim cương Trương Huy Cường cho tôi xin phép mấy phút để chia sẻ với các thủ lĩnh, rồi chia sẻ với tất cả anh em tư vấn viên trong buổi room tối ngày hôm nay. Thì hết sức là cảm ơn anh em. Được. Những cái câu, mấy câu của những người già nắp bắp, các vị có cái gì sai sót thì thứ lỗi. Chú Đường ấy, ngày xưa là làm cái công ty Kaling, như cái công ty Kaling thì bây giờ nó đóng cửa rồi. Chú Đường có gặp Cường lần đầu tiên ở cái Rich Camp số 4 ở Tiên Lãng, Hải Phòng. Đấy, từ cái hồi đó. Và chú Đường có thể chia sẻ ngắn gọn là chú đã làm cách nào đấy, và trong vòng rất là nhanh 5 tháng trở thành nhà tư vấn chuyên nghiệp và 10 tháng mở danh hiệu thủ lĩnh, thì chú có thể chia sẻ cái bí quyết của chú bằng cái niềm tin nào, sức mạnh nào và cách làm như thế nào. Vâng, thì xin báo cáo với thủ lĩnh nhà tôi thì nếu nói thì nó khó lắm, bởi vì nếu không cẩn thận thì trở thành đi vào cái đoạn cái tôi mất rồi. Thế nhưng mà thôi thì làm thế nào thì thủ lĩnh bảo chia sẻ thì tôi cũng thật thà mà trao đổi như thế thôi. Cái thứ nhất quan điểm của tôi là muốn thành công được thì điều đầu tiên ấy, nói mình lý thuyết thì nhiều người nói lắm rồi, là phải là gì, thái độ phải nghiêm túc, là nghiêm túc trong suy nghĩ, là nghiêm túc trong cách nói, là nghiêm túc trong việc làm. Đấy là chuyện, đó là lý thuyết thì ai cũng biết rồi, nhưng mà thực tình mà nói thì đúng là phải vượt lên chính mình là số 1. Bởi vì tại sao vượt lên chính mình là vì thế này, trong quá trình làm ấy nó đắn đo lắm, nó cân cái lắm, rồi cân đo đong đếm lắm ở mọi góc độ, về chính trị, về kinh tế đều phải đắn đo và cân đo đong đếm mà nói. Thì cái điều đầu tiên thì vẫn tôi cho rằng là về lý thuyết là vượt lên chính mình vẫn là số 1 nhất, vượt lên chính mình chính là số 1. Bởi vì cái này ai cũng thế thôi, khi mà gặp ở tuyến trên là giả sử một người thì cũng là hai vai, một là vai tuyến trên, hai là vai tuyến dưới. Thế mà vai tuyến trên thì cũng đòi hỏi là cũng phải lớn trước hệ thống mình, lớn trước hệ thống. Thế thì tôi hiểu cái chữ lớn trước hệ thống là gì, về kiến thức anh cũng phải lớn trước, anh phải hiểu trước người ta, anh chịu khó hơn, anh khổ hơn. Thế rồi gì à, làm trước, rồi nói tóm lại cũng phải nhẫn nhịn trước mọi thứ. Thế thì cái tuyến trên phải nhớ rằng cái nhẫn nhịn, không tham lam. Tại sao tôi nói không tham lam? Thí dụ bây giờ Trương Huy Cường là cả năm chẳng là 2.500 điểm chẳng, như bây giờ được 2.499 điểm. Thế nhưng mà Đường biết là Cường là sắp lên cái năm rồi này, không khuyến khích người ta, này nói là cứ im im thôi, thế là đến lúc đó thì vút đuôi cầu, thế mà không cố. Thế là những tôi đã phạm một cái chuyện là đã quá tham lam, tiền ấy sẽ chảy về túi tôi chứ không chảy về túi Thành Cường nữa. Đấy, cho nên là đây tôi nói đầu tiên về cái thái độ đã, về cái kinh tế phải sòng phẳng đó. Cái tích kinh tế đầu tiên phải sòng phẳng, bởi nếu còn tham lam, còn gọi là cuốc vào lòng thì cái điều đầu tiên tuyến trên cũng không làm được. Bởi vì này, trong cái chỉ cái nhỏ nhất như thế thôi chính là cái gốc của sự đoàn kết à. Cái gốc của sự đoàn kết đấy, tôi nghĩ tuyến trên phải là cái tiêu biểu của sự đoàn kết. Mà đã đoàn kết thì mẫu mực trong lời nói, trong cử chỉ, trong kinh tế, nhất là trong kinh tế. Người Việt Nam chỉ có khi lợi một hào thôi nhá, thì đã thấy tuyệt vời lắm rồi. Anh đưa cho tôi 5.500 mà tôi có anh có 500 nhỏ thôi. Thế nhưng mà tôi không giả là anh 500 nhỏ là đã có rắc rối rồi. Cho nên nhớ rằng thà rằng đấy, cho nên mới nói là mời nhau chia gạo à gì, mời nhau chia gạo mà mời nhau ăn cơm, đánh nhau chẳng chia gạo, đúng không? Cơm thì có thể mời anh ăn thoải mái, nhưng mà gạo phải sản phẩm. Đấy thì nói về tuyến trên theo tôi đấy, cái bí quyết vẫn là cái mà mẫu mực ở tuyến trên.
Đấy là đầu tiên. Mẫu mực đây tôi muốn nói là cả với nhiều vấn đề từ học hành này, kiến thức này. Bởi vì hiện nói là tất cả những cái kinh doanh thương mại là không có ở trường lớp nào cả. Chỉ có như thủ lĩnh Kim Cương, Trương Huy Cường, rồi thủ lĩnh Minh, rồi thì bao nhiêu cái thủ lĩnh mà tôi chưa nhớ tên là người ta phải bằng nước mắt, bằng mồ hôi. Thậm chí là ớt đức, nếu là như mấy tôi học y học đấy, ớt đến mức độ nó kết ở gan và thành bệnh đấy. Đấy, thế thì bây giờ chúng ta phải tuyên trên cái quan điểm của tôi, như là tôi vẫn nghĩ lại cái gì nhắc nhở anh em cũng phải là một người đóng hai vai, một là tuyên trên thì mình mẫu mực. Tất cả những khó khăn không có kêu ca, bởi vì suy đến cùng kêu ca thì ở đây cái gì chả khó khăn. Mà tôi cho rằng nếu người ta hiểu cái đẳng đa cấp ấy, là bây giờ phải nói rằng đây là một ngành nó đẳng cấp, với đẳng cấp là phải khổ. Anh muốn là đứng vào cái vai đẳng cấp thì anh phải khổ thôi. Nên là tôi cứ nghĩ như thế, thành thử ra từ câu nói cử chỉ mặc dù già rồi nhưng mà nhấn nhịn vô cùng. Nhấn nhịn bởi vì sao? Người ta không hiểu mà mình lại hiểu hơn người ta, thì nhấn nhịn ở cái chỗ ấy thì mới được người, được lòng người, mà được cái đoàn kết là sức mạnh. Đấy là tôi cho nói sơ qua về tuyến trên. Thế còn tuyến dưới thì tuyến dưới là thường là có thể là nhiều dạng người lắm, người hơn mình, người kém mình và bằng mình. Thì những cái người hơn mình là thường đại bộ phận nếu là trí thức ấy, thì hay có cái tôi. Bởi vì tại sao tôi biết? Vì tôi là trí thức ba bằng đại học mà, tôi biết ngay là cái tôi của mình lớn lắm, tinh tướng lắm. Thế nhưng mà nếu mà ai cũng cất được cái tôi đi thì quá tốt, nhưng có phải đời thường có thế được đâu. Cho nên trong quá trình thì là cái tuyến dưới phải học. Muốn là thành công được thì cái điều đầu tiên cũng phải bỏ chữ tôi. Tất nhiên là lý thuyết thì ai cũng nói được, nhưng mà để bỏ được cái tôi thực sự trong câu nói từng cử chỉ nhá. Tôi nói đơn giản như bây giờ học tập thôi. Một cái người đáng tuổi em mình, con mình nó đứng lên giảng bài thôi. Mà như tôi là cao tuổi thì nếu mà trí thức còn hơn họ nhiều nhá. Thế nhưng mà cuối cùng mà mình lại không coi họ ra gì thì đấy, bản thân mình cũng không thành công được. Bởi vì nhá, cái kiến thức là kinh doanh theo mạng nó mới tinh. Đấy, có một người hỏi tôi là: "Thầy ơi, thầy lúc trẻ thầy dạy gì?" Tôi bảo: "Tao dạy toán." Nó bảo tôi là: "Thế bây giờ con nhỏ thầy sang dạy văn có được không?" Tôi lại mắng nó là: "Mày dở à? Tao mà dạy làm sao được văn?" Thế nói bảo luôn tôi câu đấy nhá: "Thầy nói nhá, con không nói nhá." Đấy, sang kinh doanh theo mạng cũng là mới tinh, thầy phải xuất phát từ số 0. Đấy là từ tôi nói đấy, cái tuyến dưới nó phải thế chứ. Chứ không phải là khi mà để mà có nhận thức được như thế, báo cáo với anh chị em nó cũng phải trải qua một cái cuộc bể dâu đấy. Chứ không phải là tự nhiên mà có được cái nhận thức được như thế đâu. Thế và thường là những người là thành công, tôi nói thế nào thành công thì quan điểm của tôi là cái anh K2 cũng là thành công so với anh K1, đúng không ạ? Đấy, tôi nhận thức thế này. K3 là thành công so với anh K2, chứ không phải cứ thủ lĩnh mới thành công. Đấy, tôi cứ vừa nói với anh em chúng tôi này, các bác các anh chị đừng có nghĩ rằng là tôi là thủ lĩnh hay là tôi là chuyên nghiệp hay là tôi vẫn viên trưởng mới là thành công. Anh K2 tôi hơn hẳn anh K1, là tôi ít nhất tôi có 2-3 người rồi. Đấy, thế thì đương nhiên là cái đầu của tôi phải là có đầu lãnh đạo. Thế nhưng có hai loại lãnh đạo: một là lãnh đạo đã từng là lãnh đạo thì có bài bản, có trưởng lớp bản nói thì người ta biết lãnh đạo mà người ta lựa được. Nhưng cái anh trả từ tôi bé là lông dân sĩ đó đứng lên lãnh đạo thì có khi là bây giờ tôi là lãnh đạo anh, tôi còn lên mặt với anh rồi ấy, loại dở đi. Cho nên là cái ý tôi mới nói là cái người cũ, cái người tuyến dưới là rất là quan trọng. Bởi vì chỉ khi nào mà chúng ta cất tất cả các thứ đi và ví trong cuộc đời mình nó giống như một cái cốc nước ấy, mà nó vơi lắm thì tất cả kiến thức lớn bé rồi to nhỏ, thành công mà sâu sắc hay là nông cạn đều cho vào cái cốc đi hết. Xong bắt đầu anh em mình chúng mình lựa chọn cái nào mà bác mà nhai được, tiêu được thì bác tiêu, còn bác cái nào kiến thức nào không tiêu được thì em mời bác ra khỏi cốc nhé em. Thế thôi. Đấy là quan điểm chúng tôi rất rõ ràng. Cho nên anh em chúng tôi đưa cái đoàn kết nhưng mà phải đổi mới. Ở đây là cái gì? Cái hệ thống của chúng tôi lấy một cái tên không được tuyệt vời như là E69 đâu. Chúng tôi lấy tên là bốn mùa bội thu. Xuân hạ thu đông, lúc nào bội thu, được đừng để mất mùa, được giá mất mùa. Thế thì anh em chúng tôi là dần dần làm sao phấn đấu là bốn mùa bội thu, như là thời đại 4.0 thì một lúc nào đó sẽ trở thành bốn mùa đại gia. Báo cáo với cái thủ lĩnh. Thế thì từ anh em chúng tôi mới thấy rằng là cái động cơ của chúng tôi làm mà cứ chỉ đóng hai vai thôi, làm sao cho nó đúng đạo lý. Trước hết là đúng đạo lý với nhau đã, tình người với nhau đã. Sau đó cùng làm chung, cùng ăn chung. Ăn chung làm chung là vốn nó có từ 2 triệu rưỡi đến 5 triệu thôi. Nhưng mà anh nào mà làm anh kinh tế mà anh phải tính toán một chút, anh coi sẵn sàng anh có thể là một chút. Chuyện đó là công ty người ta không khuyến khích và người ta cũng không yêu cầu anh, không thích hàng. Nhưng mà nếu anh tính toán mà anh gọi máu lẹ một chút, phải không ạ? Thì đấy cũng là cái bài của
của những người làm ăn kinh tế. Bởi vì đã là buôn bán, cái tố chất của người làm ăn kinh tế là phải biết tính toán là lãi lờ. Đấy, mà lãi nào thì đấy là phải đòi hỏi mọi người đều biết tính, và anh nào biết tính rồi thì là bảo anh không biết tính. Thế rồi thế này báo cáo với anh chị em thì tôi cái đoàn kết và phát triển đi, đoàn kết như về đoàn kết nhưng mà đổi mới để về tư duy đó. Tại sao tôi nói ví dụ như là tôi với bạn Cường, tôi đã đòi xử tôi hệ thống với bạn Cường, như bạn Cường là trẻ hơn tôi, nếu nói tuổi tác nó đang vừa căn con cháu, nhưng mà hôn hơn, mau lẹ hơn, tuyệt vời hơn, 4.0 mọi thứ đều đáng bậc thầy, thì phải trong tư tưởng lúc nào phải tôn trọng là bậc thầy thôi, chứ không có phải vì cái tôi mà tôi cao tuổi thế này khác đâu. Ở chúng tôi thì đặc biệt vì tôi là anh cả rồi mà, thành thử ra vị nào mà cứ nghe chừng nho nghe là em cứ xin em thua các bác thôi, chứ không khác được. Thế cho nên đấy là thủ lĩnh Phạm, thủ lĩnh Trương Huy Cường có hỏi tôi là cái bí quyết nào, thì tôi cho rằng cái bí quyết vẫn là đoàn kết, đổi mới và phát triển. Nhà đoàn kết, đổi mới và phát triển. Bởi vì nếu anh đoàn kết rồi mà anh không biết đổi mới thì nói thật là tích cực cộng với ngu dốt là bằng đại phá hoại thôi. Đấy, thấy đúng không? Thế đây thì chúng tôi là cũng còn nhiều cái ngu dốt, nhưng mà thôi thì thế mới gọi là 3 tháng biết nãy, 7 tháng biết bò, 9 tháng ngò dò chạy đi. Chứ không có thì tự nhiên bằng thủ lĩnh Kim Cương, Trương Huy Cường thì tất cả nước này coi như là thì có ai như là nhất thế giới mất rồi, đúng không? Thế thì báo cáo anh chị em này, cái cuối cùng thì chỉ trao đổi với anh chị em là chúng tôi có một cái phương án, tức là cứ đoàn kết, cứ đổi mới, rồi tự nhiên nó phát triển. Thế rồi anh em thống nhất với nhau thẳng thắn, nghiêm thẳng thắn nhưng mà có tình thương yêu nhau, chứ không có cái biểu hiện là trên bảo rồi dạy bảo nhau, là đấy chúng tôi không có. Thế báo cáo với anh chị em thế. Chính vì thế mà anh em chúng tôi là cái người cao tuổi như bé nhỏ, người như con tép ấy, thành thử ra các em lúc nào mà tổng kết tháng này nó bê chúng tôi, nó hất cả lên trên. Thế là đấy, báo cáo với anh chị em. Thế là chia sẻ với anh chị em mấy cái điều mà động cơ này, mà tại sao bí quyết nào mà tôi thành công được như thế. Thì hôm nay vẫn là cái nói lại với anh là lần cuối cùng là đoàn kết, đổi mới và phát triển. Thế xin cảm ơn anh chị em. Đó, xin hỏi thêm chú được một câu cuối cùng đấy, và ở độ tuổi của chú tuyển dụng có gặp cái khó khăn trở ngại gì không? Tôi xin thưa mấy anh chị em, cái đúng là tuyển dụng như là cái câu mà thủ lĩnh Kim Cương Trương Huy Cường đã đưa ra một cái bài là tôi sinh ra để tuyển dụng. Nói là tuyển dụng hay là tuyển dụng là gì ạ? Là sở trường của tôi, thì đúng là câu mà phải nói rằng cả nước và cái công ty CVD là đều học từ thủ lĩnh Cường mà ra. Thì bản thân tôi cao tuổi thì tôi mới thấy rằng đi tuyển dụng nói bảo dễ thì không đúng. Bởi vì các cụ ngày xưa có một cái câu như thế này ạ, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Cái lựa lời cũng đòi hỏi về nghệ thuật. Đấy là mà rõ ràng là rất là thật. Đấy. Nhưng mà nếu nói thật quá thì lại hỏng ăn, hỏng không có kết quả. Tôi nói ví dụ là hôm nay bố tôi đi khám bệnh nhưng mà không may là bị ung thư. Thế bác sĩ bảo tôi là anh ơi, cụ bị ung thư rồi, nói trước mặt bố tôi là cụ bị ung thư rồi, cụ ơi, cụ về anh ấy rồi, anh được anh cho ăn cái gì rồi, rồi thôi cụ đi gặp tổ tiên. Đấy là câu thật đó. Nhưng mà bác sĩ này không nói thế, mà vâng, báo cáo với cụ là ra cụ chỉ suy nhược cơ thể thôi, về các bác ấy bồi dưỡng cho cụ rồi, tháng sau cụ về đến đây là chúng con này làm cho cụ khỏe nữa, tức là cụ ra tháo ba mới rồi. Đấy, tôi nói câu tức là nếu thủ lĩnh nói là đi trong quá trình đi tuyển dụng thì phải nói rằng rất khó khăn. Nhưng mà nếu nó khó khăn quá thì tôi thấy không đúng, bởi vì nó có nguyên tắc của nó, đúng không? Mồm ăn mồm nói mồm cười, mà mồm đi nói chuyện cho người ta yêu. Thế thôi, thế là yêu rồi, thế là bác phải mua sản phẩm của em, bác phải vào hệ thống của em. Nhưng mà chỉ đừng để nói câu này đến khi mồm lại nói nhiều, làm cho mất nước nhà siêu vì mồm cho nó ghét đa cấp là lý do thế sao? Đúng không? Đấy thì là tôi cho rằng là tuyển dụng nếu chúng ta biết một số nguyên tắc, tức là chúng ta tìm hiểu được cái nhu cầu của khách hàng. Đúng theo tôi là bây giờ chỉ cần 2 nhu cầu thôi, còn tất cả các nhu cầu khác em chưa cần biết bác. Nhu cầu thứ nhất là bác có cần sức khỏe được không? Vâng, bác cần sức khỏe thì em đáp ứng. Cái nhu cầu thứ hai là bác có cần tiền để chữa viêm màng túi không? Thì ok, bác cần thì chúng em cũng đáp ứng. Còn phương pháp làm thế nào thì em sẽ cho bác gặp Trương Huy Cường.
Đấy, thế thì không biết là trả lời thì có đúng ý của thủ lĩnh không, nhưng mà tôi nghĩ rằng vẫn là cái mà cái nghệ thuật nói chuyện, phương pháp nói chuyện, thế là bởi vì nó là người, bởi vì trong cái người, trong cái tất cả các tư vấn viên của mình ở nhiều nhiều tầng lớp, mọi trình độ, rồi mọi hoàn cảnh, thành thử ra nó là một cái nghề mà phải nói là mọi, sau khi mà mọi tầng lớp mà tham gia như thế thì đương nhiên là cái tỷ lệ người có học học vấn thì ít, mà những người không có học vấn thì nhiều. Do đó chính vì thế mà tôi lại quay lại trở lại các người, những anh em nào đóng vai là người bảo trợ thì phải hết sức chú ý về cái phương pháp truyền tải cho tuyến dưới của mình. Thì tôi nghĩ rằng bởi vì cũng như là chúng mình nói đấy, càng đơn giản càng tốt, nhưng mà đơn giản không có nghĩa là lại quá đơn giản người ta lại không hiểu nổi đấy nhá, có đơn giản nhưng mà có biên giới, đúng không ạ? Đấy là quan điểm của tôi, thì xin ý kiến hết ạ. Vâng, cảm ơn các bạn. Cảm ơn, cho cảm ơn chú Đường rất là nhiều, thay mặt cho 893 anh chị em đang có mặt trên Zoom, rất là biết ơn và cảm ơn chú Đường đã chia sẻ. Bao nhiêu trong số các bạn thấy chàng trai 76 tuổi mà năng lượng còn hơn nhiều 16-26 giờ ngón tay cái. À, chúng ta thấy không? Cho nên là tuổi tác không nói lên vấn đề gì cả. Chúng ta chia sẻ rất là hay, rất là có rất nhiều những cái điều mà chúng ta đáng học hỏi. Và các tư vấn viên, các thành viên của S69 rất là cảm ơn và vô cùng biết ơn chú Đường đã truyền cảm hứng chia sẻ cho các thành viên của S69 ngày hôm nay. Thay mặt tất cả anh chị em, chúc cô chú luôn luôn dồi dào sức khỏe, và trong những cái dịp khác chú lại có thể tiếp tục truyền cảm hứng cho các thành viên S69 chú Đường nhá. Cảm ơn ạ. Trước khi chào các bạn thì tôi có một cái mẹo này để các bạn có thể thành công được ạ. Dạ vâng. Các bạn mới chụp cái ảnh của tôi để dưới chân giường ấy. Rồi. Và chụp một cái Mercedes để đầu giường ấy. Tối các bạn ngủ đạp vào tôi một cái, thế là bật cái đầu lên Mercedes, thế là thành công thôi. Bao nhiêu số các bạn thấy cái mèo này nó rất là, nó sẽ có phép màu. Bởi vì thằng già nó làm được thì mình làm sao trẻ này không làm được. Đấy, với câu ấy thôi. Vâng, cháu cảm ơn chú Đường rất là nhiều. Tạm biệt chú Đường. Xin chào anh em. Chào chú Đường, chào cả nhà. Dạ, cảm ơn chú. Rồi, các bạn trẻ thấy thế nào? Các bạn trung niên thì không nói gì, nhưng bây giờ các bạn trẻ cảm nhận như thế nào? Bạn trẻ nào muốn chia sẻ nào? Bạn trẻ nào 30 tuổi trở xuống muốn chia sẻ sau khi nghe chú Đường chia sẻ rồi bật mic nói tôi. Xưng tên. Tôi. Xin mời bạn. Oppo A1K. Đúng không? Em chào thủ lĩnh Kim Cương Trương Huy Cường. Chào tất cả mọi người trên Zoom. Rồi, chào. Hôm nay là ngày thứ tư của em đến với Shiburi. Và trải nghiệm của em thì là em mới vào Shiburi. Và em qua của chị, em biết chị Phạm Minh Trang ở Bến Ninh. Ok. Hôm nay em 30 tuổi. Chúc cho em. Em đang trải nghiệm là trà tây. Em thấy chàng trai 76 tuổi năm được không? Nhưng mà sản phẩm. Em thấy chú Đường năng lượng của một người 76 tuổi làm Siri em cảm nhận thế nào? Quá tuyệt vời anh ạ. Sau khi chú Đường chia sẻ như vậy, một bạn trẻ như em ra được quyết định gì cho bản thân mình? Bản thân em thì em đang trải nghiệm sản phẩm, và trong 2 ngày nay sản phẩm em dùng là trà tê thôi, nhưng mà cái thời gian để mà em dùng trà tê á, xong là em ngủ cực kỳ ngon luôn. Em ra quyết định gì liên quan đến cái công việc kinh doanh, liên quan đến cuộc đời của em sau khi nghe chú Đường chia sẻ? Có ra được quyết định gì không? Em có. Rồi, em có thể chia sẻ quyết định. Ngày 25 tháng 7 này em vừa vào, em đăng ký gói 200 ở Shiburi.
Em chỉ biết qua 3 ngày và em đã quyết định. Quyết định của thành em công, là... quyết định thành công của em như thế nào? Đã có chưa? Ờ, chắc là em còn rất là mới đúng không? Cảm ơn em, chúc cho em thành công. Rồi. Xin mời những anh chị em nào mà dưới 40 tuổi làm 10 tháng trở xuống muốn chia sẻ, bật mic. À. Làm 10 tháng trở xuống mà dưới 40 tuổi trở xuống. À. Bật mic. Nói tôi và chia sẻ. Tôi. Xin mời cả nhà chờ chút, mời Lệ Nguyễn nào. À, vừa thấy Lệ Nguyễn nói tôi, xin mời Lệ Nguyễn Vân Đích. Nhà tư vấn chuyên nghiệp Lệ Nguyễn, Thành phố Hồ Chí Minh. Chạy đâu rồi? Xin mời bạn trẻ hơn nào, Hoa Quỳnh. Để em bật mic cho ạ. Hai người đội em không ai bật mic, giật mình con đó. Ok, Thủ Linh An đang biết chia sẻ cảm nhận như nào từ những ngày chia sẻ của Thủ Lĩnh Trần Công Đường. Dạ vâng, em cười ngoác mồm từ nãy đến giờ. Sự thực thì đúng là quá là ngưỡng mộ vì 76 tuổi. Mình không biết là lúc mà mình 76 tuổi mình có được như chú không. Và em nghe rất là nhiều người nói với em như thế này này khi em đi chia sẻ. Có rất nhiều anh chị em mà quãng chừng 40 mấy gần 50 á, thì nói với em rằng là ôi em thì đang ở độ tuổi sung sức, cho nên em còn thích chiến đấu, còn thích kiếm tiền. Chứ bây giờ như chị thế này thì bây giờ chị là buông bỏ lắm. Cho nên là những cái việc mà tiền rồi làm mà hùng hục như em ấy là chị không làm được. Thực sự là hôm nay cái bài này là em đã ghi hình lại cái đoạn mà chú Đường chia sẻ rồi. Em nghĩ rằng là đúng là nếu một khi mà đã có đam mê thì không cần biết là bạn bao nhiêu tuổi, cứ miễn là bạn sống mà có đam mê thì tự động là bạn luôn luôn trẻ, cho dù tuổi tác gọi là cái tuổi thực tế của mình là 76 mùa xuân đi chăng nữa, thì cái thế giới bên trong của mình ấy, có khi chú Đường vẫn nghĩ chú Đường chỉ có 34 hoặc là 44 thì thôi, cho nên là chiến rất là máu. Và đây đúng là một trong những cái bài học mà mình thấy rằng đúng là không gì là không thể ở Siberia. Và bây giờ lại trước đây là đã thấy học hết lớp 3, học hết lớp 8 thì mình cũng nghĩ là họ chắc vẫn đã có những gì đấy đặc biệt. Mà hôm nay thấy là một thanh niên 76 tuổi làm được thì mình trăn trở rất nhiều. Và em cũng phải xem lại xem là với vai trò của một upline, với vai trò là một downline, mình đang hành xử như thế nào. À, và điều chỉnh lại được, nếu mình điều chỉnh lại được thì chắc chắn là hệ thống của mình cũng sẽ phát triển giống như chú Đường. Ok, cảm ơn Thủ Lĩnh Anna Nguyễn. Xin mời chị Thanh Hoa bật mic nào. À, chị Thanh Hoa, xin mời chị Thanh Hoa. Em chào Thủ Lĩnh Kim Phương Gia, em chào tất cả anh chị em trên Zoom. Em cũng ký hợp đồng từ tháng 9 năm 2019, nhưng thực sự cái thời điểm em ra quyết định ký hợp đồng ấy thì em vẫn hai chân hai thuyền và nó vẫn chưa có sự máu lửa. Nhưng mà sau cái buổi chia sẻ hôm nay của chú Đường thì thấy rằng là mình tuổi vẫn còn rất là trẻ, vẫn còn rất là sung sức, nhưng mà cái rào cản của mình trong con người mình nó vẫn còn rất là lớn. Một người mà 76 tuổi đã thành đạt ở ngoài công việc truyền thống cũng rất là đáng ngưỡng mộ rồi, nhưng mà khi biết đến cơ hội Siberia mà đem cái giá trị của Siberia gieo đi với tất cả những người xung quanh mình và giúp họ thành công, và đến thời điểm này mà Hoa còn chưa lên được tư vấn viên trưởng mà cảm thấy rất là nhục ạ. Thực sự nó rất trước đó thì vì là Hoa còn có một cơ hội khác nữa, nhưng mình vẫn còn rất là mù mờ ấy. Nhưng mà đến khi mà quyết định là mình sẽ đốt nốt cái con thuyền đó đi để tập trung vào Siberia thì lúc đấy mới là làm việc thực sự. Và sau cái buổi chia sẻ của chúng ngày hôm nay thì thực sự là mình phải là tìm lại cái bản thân mình, xem là cái mục đích của mình đặt ra như vậy thì mình đã thực sự là toàn tâm toàn ý nó chưa, và mình đã làm đúng theo những cái hướng dẫn của Thủ Lĩnh chưa. Vì thế mà cái buổi chia sẻ hôm nay thì thực sự là nó gây ấn tượng cho em rất là nhiều.
ở Rick Game thì có hai cái câu chuyện truyền cảm hứng vô cùng tuyệt vời rồi. Và hôm nay thì khi mà thủ lĩnh có đăng cái hình ảnh của chú nhận xe ấy, thì em cũng đã chia sẻ rất nhiều với những cái ứng viên mới của em và họ bảo wow, quá tuyệt vời. Mình cũng cảm thấy tuyệt vời. Và cái nhất định rằng là mình phải thay đổi lại. Một người đáng tuổi ông mình làm được thì chắc chắn là mình sẽ phải làm được. Đúng không? Yes. Và chúc cho các anh chị em trên Zoom buổi chia sẻ ngày hôm nay có những cái bài học vô cùng giá trị để thay đổi cái con đường của mình. Nếu như mình đã tìm được con đường rồi nhưng mà cái cách mình làm chưa đúng. Và luôn luôn nhớ cái câu của thủ lĩnh là cứ đúng bài mà làm thì chắc chắn sẽ thành công. Em cảm ơn anh và cảm ơn tất cả mọi người đã cho em chia sẻ cái phần cảm nhận của em. Ok, cảm ơn Trịnh Thanh Hoa. Rồi, rất là tuyệt vời. Xin mời nhà tư vấn chuyên nghiệp Lương Thanh Quỳnh chia sẻ cảm nhận cho nào. Này, gọi mấy tầng một. Lương Thanh Quỳnh đâu rồi? Yes, ok. Xin chào anh Cường cũng như tất cả các anh chị em ở trên Zoom. Thật sự nghe cái chia sẻ của chú mình cảm thấy là mình có một chút gì đó mình hơi xấu hổ. Tại vì chú làm được rất là một cách mạnh mẽ như vậy. Cảm thấy là mình chưa có đủ nỗ lực để mình đạt được cái thành tích nó tốt hơn nữa. Và cái bài học của em khi mà nghe cái chia sẻ của chú là thứ nhất đó là về năng lượng. Một người thanh niên 76 tuổi mà thật sự rất là tuyệt vời, truyền cảm hứng cho tất cả các anh chị em mình. Cái bài học tiếp theo đó là cái thành công, cái bí quyết thành công lớn nhất đó chính là vượt qua chính mình. Tức là bản thân mình chính là cái kẻ thù lớn nhất của mình. Mình vượt qua được chính bản thân mình thì mình sẽ vượt qua được mọi rào cản khác, mọi khó khăn, nó chỉ là bên ngoài thôi. Cái thử thách lớn nhất đó chính là cái rào cản bên trong con người. Mình tự sợ, mình tự suy nghĩ cho người khác. Thì cái điều mấu chốt quan trọng để thành công đó là vượt qua chính mình. Và cái bài học tiếp theo mà em nhận được đó là đi ra ngoài tuyển dụng thì đơn giản thôi. Quan trọng là hiểu được cái nhu cầu của cái người ứng viên của mình. Thì nó chỉ có hai nhu cầu cơ bản. Đó là có cần sức khỏe hay không và có cần chữa bệnh viêm màng túi hay không. Thì đó là hai cái nhu cầu mà hầu như là tất cả mọi người đều mong muốn. Tất nhiên là có một số ít người khác họ có nhu cầu về cống hiến, về giá trị bản thân, nhưng mà đa số thì sẽ là hai cái nhu cầu chính đó. Thì mình cứ tập trung vào số đông thôi thì chắc chắn là cái số lượng tuyển dụng sắp tới của tất cả anh chị em cứ lúc ngược S9 mà đi theo cái bài của chú thì sẽ đạt được cái thành công vượt trội. Cảm ơn anh Cường. Rồi, cảm ơn Lương Thanh Quỳnh, bài học rất sâu sắc, học được những thứ cốt lõi nhất. Rồi, chúc cho đội nhóm Sunflower tháng này sẽ nở hoa nở trên cành. Yes. Dạ, cảm ơn anh. Yes. Ok. Xin mời nhà tư vấn chuyên nghiệp Nguyễn Quý Huy, Vân Mịch. Hello thủ lĩnh. Hello tất cả các anh chị em trong cơn lớn ngược S9. Nghe câu chuyện quá xuyên cảm hứng đúng không các anh chị? Quá tuyệt vời. Phải nói là một người 76 tuổi, còn lớn hơn cả tuổi của bố mình. Thế mà đã chiến một cái cuộc chiến kinh khủng mà trong khi đó lại có quá năng lượng đúng không? Những ngôn từ rất là trẻ trung. Phải nói là dùng những ngôn từ rất là trẻ trung. Phải nói là một cái điều là gì ạ? Huy nghĩ là từng tế bào trong cơ thể của chú chắc là chỉ mới có ba mấy tuổi thôi. Còn nó đang rung động toàn bộ gần 1.000 người ở trong cơ lốc ngược S9 của chúng ta. Và đây là một cái niềm truyền cảm hứng đúng không? Cái giai đoạn đầu mà niềm truyền cảm hứng mạnh nhất là Anna Nguyễn vào hệ thống đúng không ạ? Sau đó thì đến bạn Tín, rồi đến bạn Hoa ở Thanh Hóa, rồi đến ngày hôm nay đấy chú. Phải nói là những cái giá trị mà chỉ có Siri mới đem lại cho chúng ta được thôi. Và chỉ có Siri mới khơi lại được cái lòng gì ạ? Dũng cảm, khơi lại cái con người anh hùng trong mỗi chúng ta. Và đặc biệt là gì ạ? Làm cho chúng ta sống lại những cái cảm giác mà rất là hân hoan, hoan hỷ, vui vẻ và năng lượng ở đỉnh cao. Đó là cái mà Huy phải học tập chú rất nhiều. Và rất là cảm ơn chú. Ngày hôm nay thì không những Huy mà tất cả các anh chị em đều được truyền cảm hứng. Một cái niềm cảm hứng vô tận và chắc chắn. Và chắc chắn một điều rằng hứa với chú, hứa với hệ thống là chúng tôi sẽ mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Để làm sao? Xứng danh là những người đi hậu bối đúng không? Và sẽ là tiếp bước chú. Để làm sao đó đến 76 tuổi, 80 tuổi chúng tôi vẫn có một cái dòng máu luôn nóng hổi trong người và những cái tế bào luôn trẻ trẻ ở 30 đến 40 tuổi thôi. Đúng không ạ? Và một cái nguồn cảm hứng vô cùng tuyệt vời. Cảm ơn thủ lĩnh đã cho phép chia sẻ. Cảm ơn chú và cảm ơn tất cả các anh chị em rất là nhiều. Ok, điều Huy ấn tượng nhất hay là cái bài học mà Huy ngẫm nhất từ chia sẻ của chú Đường là gì? Thực ra thì tất cả những cái chia sẻ của chú Đường thì Huy vẫn ấn tượng nhất là những cái dùng những cái ngôn từ mạnh mẽ và trẻ trung của chú.
Đấy, đương nhiên trong cái quá trình mà làm việc ấy, đương nhiên ở cái lứa tuổi nào cũng có những cái khó khăn, nhưng mà những cái khó khăn của những thanh niên 76 tuổi vượt qua nó khác hẳn với cái khó khăn của những một 23 triệu 40 tuổi, đúng không ạ? Đó, thế thì một thanh niên 76 tuổi vượt qua, tại sao một thanh niên 40 mấy tuổi như mình mà lại vẫn còn chậm chạp như vậy? Nãy giờ ấy đang nghĩ như vậy, vậy đang có lý do gì, cái nút thắt nó nằm ở đâu mà chú lại có thể cầm cái nút thắt giật một cái nó đi được mà mình vẫn còn chậm chạp như vậy? Thì đương nhiên những cái ngôn từ thì Huy vẫn thích nhất là những cái năng lượng đỉnh cao của chú và luôn luôn trẻ trung, đó là những cái mà mỗi chút Huy thích nhất. Yes, rồi cảm ơn chia sẻ của nhà tư vấn chuyên nghiệp và Nguyễn Thị Huy. Xin mời nhà tư vấn chuyên nghiệp Nguyễn Thị Luyến Bắc Giang Vân Mích chia sẻ. Chị Luyến đâu rồi? Xin mời Mai Thị Thêu Điện Biên Vân Mích. Mai Thị Thêu có trên Zoom không em? Mai Thêu rời cuộc họp rồi anh ạ. À, vừa rời xong à? Vâng ạ, vừa rời rồi ạ. Nhìn thấy 890 người đông quá. Bao giờ cháu... Ok, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. À, qua câu chuyện của chú Đường chúng ta thấy là tất cả năng lượng, cái năng lượng sống nó rất là quan trọng ấy, và nó sẽ cho chúng ta rất là nhiều những cái bài học và những cái những cái cảm nhận, và mỗi người sẽ có những cái bài học và những cái cảm nhận riêng. Thế thì tự mỗi anh chị em hãy rút ra cho mình những cái bài học từ cái chia sẻ của chú Đường để giúp cho chúng ta có một cái nguồn năng lượng đỉnh cao để chúng ta xuyên đích vào tháng này. Và một trong những thứ mà cái cốt lõi chú có thể chia sẻ giúp cho chúng ta giải quyết được cái vấn đề về tuyển dụng ấy, con người có rất là nhiều nhu cầu, nhưng có hai nhu cầu lớn: sức khỏe và kiếm tiền, đúng không? Đấy là hai nhu cầu rất lớn. Thế thì những người mà để chúng ta biết là có thực với vực lương đạo, những người muốn cống hiến giá trị, đương nhiên là con số đó là số ít, và kinh doanh theo mạng của chúng ta đấy là kinh doanh theo mạng dành cho số đông, đúng không? Đấy. Và đương nhiên cống hiến thì vẫn phải có tiền mới sống được, không có tiền thì cũng không cống hiến được. Và cái nghề của chúng ta, nghề hay nhất là dành rất phù hợp cho những người ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Tức là ăn cơm nhà mà đi chia sẻ Sibri là vác tù và hàng tổng, nhưng những cái nghề mà vác tù và hàng tổng khác thì cũng không có tiền, nhưng nghề của chúng ta mà vác tù và hàng tổng thì lại có thể rất là thành công. Vậy thì cái mấu chốt quan trọng là khi mà mình chia sẻ với số đông ấy, với tất cả mọi người, làm sao đấy tập trung vào hai cái nhu cầu cơ bản: một, sức khỏe; hai là kiếm tiền, đó, hoặc là cả hai. Đây là câu hỏi tất cả anh chị em trong Zoom này: bao nhiêu số anh chị em mà muốn mình trẻ khỏe đẹp trường thọ giơ ngón tay cái? Ô, cảm ơn cả nhà 100%. Bao nhiêu anh chị em đã giàu rồi nhưng mà lại muốn có nhiều tiền hơn nữa thì giơ ngón tay cái. Cũng gần 100%. Cảm ơn cả nhà. Cho nên là bây giờ cứ chia sẻ với bất kỳ ai có thể hỏi những câu hỏi đơn giản như vậy, đúng không? Chúng ta có thể kết nối một cách rất dễ dàng. Đơn giản là sức mạnh. Đơn giản là sức mạnh, và mình tập trung vào đúng cái thứ mà ai cũng cần thì việc nó phát triển thôi. Đấy, nó rất là dễ dàng như vậy. Tất nhiên để chúng ta có thể kết nối được với mọi người, nó cần một thứ vô cùng quan trọng. Đấy là niềm tin. Đấy là niềm tin. À, chiều hôm qua thì Cường cũng đã từng chia sẻ. À, mấy ngày hôm nay có coaching một số đội, Cường cũng có từng chia sẻ với các bạn là niềm tin đến từ đâu. Niềm tin đến từ đâu. Và bây giờ còn gần 30 phút còn lại, chúng ta sẽ chia sẻ với nhau một chút niềm tin đến từ đâu. Để chúng ta khắc sâu hơn, để cho chúng ta biết là tại sao một người 76 tuổi có thể làm một cách mạnh mẽ như vậy. Đấy, thế còn nhiều anh chị em thì còn rụt rè, còn sợ hãi, còn ngại ngùng,
nhiều anh chị em thì còn lười đấy, còn thằng hiền nó xuất hiện này, còn đủ những cái thứ lý do rất là nhiều. Thế thì niềm tin đến từ đâu? À, bạn nào muốn chia sẻ bật mic nói tôi xưng tên. Xin mời cả nhà. Ôi. Ok, xin mời Nguyễn Thị Thúy. Dạ. Nhà tư vấn chuyên nghiệp Nguyễn Thị Thúy, xin mời. Vâng, em chào thủ lĩnh Kim Cương Quốc gia Trương Huy Cường. Em chào tất cả các cô chú anh chị em có mặt ở trên Zoom. Chúc cả nhà có một buổi tối tràn đầy năng lượng. Và lúc nãy chúng ta cũng nghe Zoom của chú Đường chia sẻ rồi. Thực sự là nghe chú chia sẻ mà Thúy thấy là mình cũng hơi nhục, bởi vì là vào trước chú từ tháng 8 và giờ này mà mình vẫn chưa lên thủ lĩnh được. Thế nên là thấy rằng là mình cần phải chiến đấu mạnh mẽ hơn nữa để không thua chú. Và cũng một lần nữa xin chúc mừng chú, một người thực sự là tuổi hơn cả tuổi của bố mẹ Thúy, nhưng mà năng lượng của chú thì rất là tuyệt vời. Và đúng thực sự thành công là nó đến từ những cái ngôn từ. Thúy thấy rằng là nghe chú chia sẻ thì đúng, nhìn nghe là đã biết là chú là một người đi rất là nhanh rồi, bởi vì ngôn từ rất là mạnh mẽ, đúng không ạ? Và bây giờ thì Thúy xin chia sẻ về cái niềm tin, cái bài học này thì vừa mới được thủ lĩnh coaching buổi sáng hôm nay xong. Tức là cái niềm tin thì mình sẽ Thúy được học là thì đến từ ba thứ. Đó là thứ nhất là đến từ cái ý chí và nghị lực. Ý chí từ và nghị lực thì cái chúng ta phải có ý chí, có nghị lực thì chúng ta mới có thể là quyết tâm để theo đuổi được cái công việc, cái mơ ước của mình, đúng không ạ? Đấy, và thứ hai là đến từ trí tuệ. Và trí tuệ thì là đó là sự bằng cái sự hiểu biết của mình, sự hiểu biết của mình. Và mình sẽ thì mình mới có thể đi được với nó lâu dài được. Chứ còn nếu mình không có kiến thức, không có hiểu biết ấy, thì mình cũng sẽ bị tụt năng lượng, hoặc là gặp một số rào cản là mình không có vượt qua được. Và cái thứ ba là đến từ cái tình yêu thương. Mình cảm nhận cái sản phẩm Siberi rất là tốt, đã giúp rất là nhiều người khỏe mạnh. Thì mình nhìn thấy ai đó mà họ cần có được bảo vệ sức khỏe, hoặc họ đang thực sự là đang không biết dùng cái gì hoặc là dùng biện pháp gì để cải thiện được sức khỏe, thì mình hãy theo đuổi họ để mình trao cho họ cái giá trị tốt đẹp này. Thì đấy là ba cái ý mà Thúy được học. Và em xin phép hết thủ lĩnh. Ok, cảm ơn bạn Thúy rất là nhiều. Nhà tư vấn chuyên nghiệp Nguyễn Thị Thúy. Niềm tin đến từ nghị lực, trí tuệ và đạo đức, đúng không? Tình yêu thương. Thế thì bây giờ có một để cả nhà chờ cầm một tí xíu xem có thể đón nhận được một phần chia sẻ rất đặc biệt này không. Tôi nhìn thấy cái nick Alex Simpson. À, bạn nghe bật mic nào, xin mời. À, thủ lĩnh ơi, mẹ bạn nghe hôm nay, bạn nghe với mẹ bạn nghe không ở cạnh nhau, đã nói chuyện với bạn nghe rồi và bạn nghe không có, tức là bị ngại và không chia sẻ và đang nghe Zoom. À. Rồi, thế thì chúng ta xem thấy là một cái cậu bé còn rất là trẻ, học lớp 3, lớp 4 Anna nhỉ? Lớp 3. Học lớp 3, ấy, đi học, xây dựng hệ thống bán hàng thành công, Sales Success System. Đấy, và kết nối thị trường lạnh 100% đấy, để tuyên dụng cho mẹ Anna Nguyễn. Anna Nguyễn có thể chia sẻ cái câu chuyện của cậu bé lớp 3, tức là mới có 9 tuổi. Và đấy, thông qua cái câu chuyện đấy để cho chúng ta thấy là tuổi tác không có giới hạn, từ 9 tuổi đến 76 tuổi. Thủ lĩnh Anna Nguyễn chia sẻ. Dạ vâng ạ. Thực ra thì em vẫn mới hỏi Nghé là Nghé ơi, nếu bây giờ mà chú Cường mời Nghé chia sẻ thì Nghé có chia sẻ không? Xong Nghé nói là thôi con ngại lắm. Xong rồi mẹ hỏi là thế chú Cường chỉ hỏi con là làm thế nào mà con kết nối được với các anh chị thôi, không thôi. Nghé bảo thì con chỉ hỏi đơn giản là anh chị có muốn làm không thôi. Mẹ nói lại với chú Cường như thế. Thế bảo thì con chỉ cần, nhưng mà có rất nhiều người không nói được câu đấy. Thế mà bảo, thì bây giờ mẹ nói lại với các cô chú là chỉ cần nói với người ta, hỏi người ta là anh chị có muốn làm không, thế là được. Và thực ra hôm nay ở trên Zoom cũng có năm anh chị mà đã kết nối, đã cũng đang ở trên Zoom mà cũng đang quan sát.
hôm nay cũng là vào Zoom của anh Trương Huy Cường lần đầu và đang quan sát. Thế thì đấy là một câu chuyện mà nghe rất là trực tiếp ạ. Nghe ra nghe hỏi chị Mai là chị Mai mới nói rằng là bây giờ nghe đáng yêu thì sau khi này nghe lớn chị sẽ gặp lại nghe. Nghe bảo là nếu mà đến khi em lớn thì chị già rồi. Thế là chị bảo chị vẫn còn trẻ. Nghe nói là nếu mà chị muốn trẻ ấy, thì chị phải uống cái sản phẩm như mà mẹ em uống cơ. Năm nay mẹ em 35 tuổi mà mẹ em trẻ như 20 ấy. Bây giờ nghe hỏi chị là nếu mà mẹ em đồng ý hướng dẫn chị thì chị có đồng ý làm với mẹ em không? Thế là chị Mai nói là đồng ý. Thế là nghe bốc máy điện thoại lên, nghe dùng điện thoại của bạn Mai, nghe gọi cho em và nghe bảo là mẹ ơi con có một người bạn như thế, chị này con quen ở lớp bây giờ, chị đồng ý làm với mẹ, mẹ có đồng ý hướng dẫn chị không? Thì em bảo là có, mẹ đồng ý hướng dẫn. Thế là chị Mai, bạn Mai đấy cũng quay nghe lại quay sang hỏi chị Mai ơi, thế bây giờ mẹ em đồng ý hướng dẫn chị rồi, chị có đồng ý làm cùng mẹ em không? Thế Mai bảo có. Thế là em thấy buồn cười quá, thế là em kết nối nói chuyện với bạn. Và nghe thì trong suốt 3 ngày học đấy thì nghe Mai kể là hơn 2 ngày là nghe đã đi cùng với Mai rồi. Và Mai thì lại cũng có quen thêm một số bạn nữa. Thế là trong một cái bữa tối cuối cùng á, là lúc đấy là 10 giờ đêm rồi, thì nghe gọi cho em, nghe nói là mẹ ơi, bên cạnh chị Mai thì con còn có thêm 3 anh nhá. Ở đây có tổng cộng là 4 anh, nhưng một anh thì chưa quan tâm, không nói gì. Còn 3 anh thì đã đồng ý làm việc cùng mẹ rồi. Thế là cuối cùng là em kết nối, thì hôm nay em đi chia sẻ thì nghe cũng rất là chủ động á, là lúc mà các bạn gọi cho em là em đi xuống thì nghe cũng gọi cho em, gọi tận 6 cuộc. Thì mẹ không kịp cầm máy thì nghe nói là các anh chị đã đến rồi, mẹ xuống đón anh chị lên, dặn mẹ là anh chị ở trong chiếc xe màu trắng ở gần cây xăng. Rồi bảo mẹ là nếu mà mẹ đến xuống gặp anh chị mẹ nhớ gọi cho con. Thế là em vừa mới bước vào thì em đã thấy nghe đã gọi video calling cho Mai rồi, là để confirm chắc chắn là mẹ đã sang và đã gặp nhau. Thế lúc mà em mới ngó và em bảo là ôi con nhanh thế, mẹ còn chưa kịp gọi cho con. Thế là bạn ý như thế thôi, là bạn thấy là các hai bên đã được gặp nhau là bạn đi thôi. Đây bạn chắc bạn nghe thấy nên bạn đang gọi cho em đây. Thế nên bài học là cứ nói trực tiếp ạ. Và kết quả của cuộc gặp đó như nào anh Anh? Dạ thì kết quả của cuộc gặp á, thì các bạn rất là quan tâm. Tức là đương nhiên là một mối quan hệ lạnh như vậy mà bảo là các bạn có một cái niềm tin gọi là tuyệt đối thì em không dám khẳng định. Nhưng mà các bạn đều nói là các bạn quan tâm và biểu hiện là ngày hôm qua khi mà chưa gặp chỉ mới nói qua điện thoại thì các bạn cũng đã vào Zoom của em ngày hôm qua rồi. Và ngày hôm nay mặc dù các bạn đang bận nhưng mà 5 bạn cũng đang vào Zoom. Và em mới gọi là cái cành đấy nó sẽ có rất nhiều bông bởi vì các bạn đều là những bạn trẻ rất là nhiệt huyết. Và một khi đã nhiệt huyết và rất là quan tâm đến việc trao giá trị thì em nghĩ là môi trường S69 là một môi trường quá là phù hợp rồi. Và nếu mà giới trẻ của chúng ta mà có những môi trường như S69 thế này thì chúng ta sẽ có được cái trục là đạo đức, trí tuệ và nghị lực. Với một cái phương châm là yêu hết mình và cho đi hết mình thì chắc chắn rằng đến khi mà các bạn 76 tuổi thì không biết là các bạn sẽ đi đến đâu. Đi vòng quanh thế giới 5 lần. Dạ. Cảm ơn Thủ lĩnh Anna Nguyễn để chúng ta... qua cái câu chuyện bạn nghe nhà Anna Nguyễn ấy, chúng ta thấy đó, làm càng đơn giản, càng hồn nhiên, càng trực tiếp bao nhiêu ấy thì nó càng dễ dàng bấy nhiêu. Và nhưng mà để làm được có cái điều đó ấy, thì nó cần có một cái sức mạnh niềm tin rất là lớn, nó cần phải có một sự chủ động. Và để có niềm tin đó thì lúc nãy bạn Thúy đã chia sẻ rồi, niềm tin nó đến từ bên trong, niềm tin nó đến thứ nhất là từ nghị lực. Chúng ta biết là tại sao CBD nó tốt như vậy. Chúng ta biết là uống vào nó rất là tốt. Đàn ông uống thì khỏe, đó, phong độ. Phụ nữ uống thì càng ngày càng trẻ càng đẹp, da rẻ hồng hào, thân hình săn chắc, da không những hồng hào mà nó còn sao xe khít lỗ chân lông rồi vân vân. Mãi mãi tuổi 20. Rồi vào môi trường S69 chúng ta thấy chúng ta có thể chia sẻ với nhau một cách chân thành, cởi mở tất cả mọi thứ, không có cái gì giấu giếm cả, và giúp cho mỗi một con người chúng ta phát triển hơn, tinh tấn hơn. Thế tại sao nó tốt như vậy nhưng có nhiều người không mở miệng ra được, có đúng không? Hoặc là có nhiều người mà mở miệng ra bị cười chê, bị phản đối, nên là bắt đầu tụt hết cảm xúc, gọi là tụt mút, và thậm chí là bỏ cuộc. Thì lý do tại sao? Thì thứ nhất ý, bỏ cuộc hay là bị tụt cảm xúc là do sao? Do niềm tin nó còn mong manh. Và sâu hơn ấy, đấy là do
cái bản lĩnh còn yếu, tức là cái nghị lực còn yếu. Thế thì cho biết là bản lĩnh của một con người ấy, không phải là làm được điều gì. Bản lĩnh của một con người là khả năng chịu đựng được bao nhiêu. Khả năng chịu đựng được bao nhiêu. Chúng ta biết là cái răng của chúng ta để làm gì cả nhà? Ai còn nhớ câu chuyện cần chia sẻ răng của chúng ta để làm gì? Ai nhớ bật mic chia sẻ? Tôi. Ok, xin mời Phạm Thị Hoa. Dạ, em xin chào thủ lĩnh Kim Cương Quốc gia Trương Huy Cường và chào tất cả các anh chị trên Zoom. Em ngày khi học mà khi nghe thủ lĩnh hỏi cái răng dùng để gì, em chỉ có mỗi biết được nhiệm vụ là dùng để nhai thôi, nhưng mà khi mà nghe thủ lĩnh nói thì mới hiểu là tại sao có câu là cắn răng chịu đựng, nghiến răng chịu đựng ạ. Và khi em mới hiểu được đúng là cái hàm răng của chúng ta là có cái nhiệm vụ vô cùng tuyệt vời. Đó là khi chúng ta gặp một cái khó khăn hoặc một cái điều gì mà có thể nói là uất ức hoặc là những cái gì mà chúng ta chưa thể giải quyết được, mặc dù biết được mà chúng ta chưa thanh minh được, thì cái tốt nhất đó là nói thử những là nghiến răng để chịu đựng. Và cái điều đó thì khi mà chúng ta làm được điều đó thì chúng ta sẽ có một kết quả tuyệt vời. Và người biết nghiến răng, biết chịu đựng, biết vượt qua mọi nghịch cảnh, biết vượt qua mọi khó khăn thì sẽ có được một cái điều tốt đẹp sẽ đến với mình. Và đó là cái điều mà em được học từ thủ lĩnh. Và em cũng hiểu được là khi mà chúng ta biết vượt qua mọi cái khó khăn, mọi cái rào cản, mọi cái nỗi khổ trong cuộc sống mà chúng ta không kêu ca mà chỉ chịu đựng thôi, thì khi chúng ta vượt qua được thì cái sức mạnh và cái niềm tin nó sẽ rất là tuyệt vời. Đó là cái điều mà em cảm nhận được và em chia sẻ với mọi người. Không biết là còn có cái ý kiến nào nữa không thì xin mời thủ lĩnh và mọi người có thể góp ý thêm ạ. Ôi, cảm ơn Phạm Thị Hoa, đúng rồi. Bây giờ chúng ta có mấy răng mà không nhai được thì có thể xay cháo chúng ta uống, đúng không? Xay rau chúng ta uống. Đấy, nhưng nó có một cái thứ mà rất quan trọng. Chúng ta cứ quan sát, học những cái bậc tiền bối đi trước ấy. Và sáng nay Cường cũng nói chuyện với đội Điện Biên ấy. Các bạn ở Điện Biên rồi Sơn La đã từng bao giờ vào nhà tù Sơn La chưa? Và khi mà vào nhà tù Sơn La ấy, có bao giờ nghe bạn hướng dẫn viên bạn ấy kể những cái câu chuyện đầu tiên là quan sát những cái phòng giam ấy. Nó có những cái phòng giam thì tối không có một chút ánh sáng nào. Có những cái phòng giam thì nó rất là thấp, chỉ có thể ở một cái tư thế ngồi, mà ngồi ăn này, ngủ này, xin lỗi cả nhà, ị này, cũng cùng một chỗ. Mà tại sao cha anh của chúng ta có thể vượt qua được một cái điều kiện khắc nghiệt như vậy? Rồi có bạn nào mà ra nhà tù Côn Đảo, chúng ta cứ hình dung xem. Đấy, hay là Cường lên Điện Biên, thế lần đầu tiên lên Điện Biên vào bảo tàng Điện Biên Phủ để nghe thuyết minh, để xem là cha ông chúng ta bằng cái nghị lực phi thường như thế nào có thể làm được những cái điều mà không tưởng. Các bạn thấy không? Làm những điều không tưởng. Thế thì và chúng ta khi mà chúng ta học những cái tấm gương như vậy ấy, thì chúng ta mới thấy được cái việc của chúng ta vượt qua cái sự từ chối hay cái gì nó quá là đơn giản, nhẹ nhàng, đúng không? Và có nhiều người chỉ cười chê vài câu thôi, về nhà vợ nói vài câu, chồng nói vài câu, bố mẹ nói vài câu, bạn bè thân nói vài câu thôi, chịu không nổi và bỏ cuộc. Các bạn hình dung không? Tức là sao? Nghị lực còn thấp, ý chí còn thấp. Bị cười chê mấy câu thôi mà đã tụt hết cảm xúc rồi. Hình như em không có duyên. Hình như công việc này em không có duyên. Rồi vân vân và vân vân. Chúng ta hãy quan sát. Tất cả mọi việc trong cuộc sống ấy, nó đều dạy cho chúng ta những cái bài học. Quan sát từ những thứ rất đơn giản. Và niềm tin nó đến từ cái nghị lực sống. Và các bạn nào mà tuổi thơ càng khó khăn bao nhiêu, càng khó khăn bao nhiêu mà mình đã vượt qua được những cái khó khăn thử thách ấy, thì chúng ta sẽ có nghị lực hơn người và chúng ta sẽ làm công việc này nó sẽ dễ dàng hơn những anh chị em, bởi vì vượt sướng khó hơn cực kỳ nhiều vượt khổ, vượt sướng khó hơn rất nhiều vượt khổ.
mà khổ đã vượt được rồi thì mọi thứ nó đơn giản, vượt sướng khó hơn rất nhiều so với vượt khổ đấy. Cho nên là một số anh chị em đa triệu phú ấy là làm còn khó hơn các bạn, khó hơn các bạn, khó khăn nhiều. Giống như bởi vì sao, vượt sướng nó khó hơn nhiều, nó khó hơn vượt khổ nhiều. Và đặc biệt là những anh chị em đã thành công thành danh rồi, tự nhiên bị bảo ui đi bán hàng đa cấp, thế là chịu không nổi. Tại sao nhà cao cửa rộng, xe hai cái, biệt thự vân vân mà bây giờ đi bán hàng đa cấp? Nếu như mà mình sao, mình không đủ một không đủ nghị lực, có khi mình sao lung lay niềm tin vào bản thân mình, thế là thôi mình tụt mút, tụt cảm xúc đấy, và rất dễ có thể tạm biệt cuộc chơi. Nên niềm tin đến từ đầu tiên ấy, nó đến từ nghị lực sống. À, có rất là nhiều những cái tấm gương đầy nghị lực của cha anh chúng ta mà chúng ta có thể học hỏi. À, bên cạnh, trong Siberia chúng ta có rất là nhiều, nhưng bên cạnh đó chúng ta có thể bằng những cái tấm gương bên ngoài để mình có thể hun đúc cho chúng ta những cái ý chí và nghị lực phi thường. Bởi vì khi chúng ta có nghị lực hơn người, ý chí hơn người, thì cái việc mà vượt qua thử thách nó rất là đơn giản. Ở đây có những anh chị em nào có biết những câu chuyện, có anh chị em nào đang ở Sơn La không, mà đã từng vào nhà tù Sơn La, để nghe nhớ một vài những tấm gương ở trong nhà tù Sơn La, có thể bật mic chia sẻ. Xin mời. Đội Sơn La thì chắc là không vào Zoom này, nhưng mà nếu tình cờ có anh chị em nào có thì có thể bật mic. Em Thủ Lĩnh ơi. À ok. Được, Công Hoàng. Vâng. Em chào anh Cường và xin chào tất cả anh chị em ở trên Zoom. Thì lần đầu tiên em được lên Sơn La đi cùng với anh Cường. Lần đầu tiên đi tù mà phải mua vé vào. Vào đấy em nghe câu chuyện của đồng chí Tô Hiệu. Bị nhốt ở trong cái nhà tù ấy, là nhà tù 1 mét. Có nghĩa là như anh Cường vừa kể là ăn cũng một chỗ mà ị cũng một chỗ, và một ngày được phát một gáo nước, tắm, giặt và ăn uống ở đấy luôn. Cho nên là cái câu chuyện đấy thật sự là cái ý chí của là các đồng chí làm cách mạng thật sự là phi thường. Và anh Cường còn nói khi lên cái đồi để khi lên đồi mà anh Cường phát livestream ấy, anh Cường bảo là ngày xưa các đồng chí vất vả thế này mà còn làm cách mạng được, ngày hôm nay việc của chúng ta là chỉ ăn ngon mặc đẹp và đi kể câu chuyện hay, mà không làm được nữa thì không làm được cái gì hết. Và anh Cường có một cái câu nói, cái bài thơ đấy là: không gian khổ lấy gì làm chất liệu, không lầm than sao biết chuyện con người. Thì em vẫn nhớ cái câu nói của anh Cường ở trên cái đồi gì đấy thì em không biết, mà là livestream ở trên đấy thì em thấy là xong rồi. Anh Cường có nói là đấy, hôm nay có cả chị Ánh này, cả anh Cường với cả Quý nữa vào đấy. Đấy, bây giờ nói nhá, bây giờ ông bà nào mà bỏ cuộc CV ấy thì cứ xem lại cái livestream này. Đấy, thế thì em vẫn nhớ như in cái câu nói anh Cường nói, thì em vẫn quyết định đi theo CV đến khi nào mà không đi được nữa thì thôi. Đấy, thì câu chuyện em học được từ khi em lên Sơn La cùng anh Cường. Vâng. Yeah. Đi theo CV để tốt nghiệp trường S69 nhé. Yes, chắc chắn anh. Ok, cảm ơn Lương Công Hoàng đã kể lại cái kỷ niệm đó. Lương Công Hoàng không kể lại thì Cường cũng quên mất rồi. À, tức là lần đầu tiên Cường lên Sơn La và có đưa theo hai bạn trẻ đi cùng, đấy là Lương Công Hoàng và Triệu Tiến Quý. Thì Hoàng có nhắc lại hai cái câu nói đấy: không đau khổ lấy gì làm chất liệu. Những cái người mà cái vốn sống nó nhiều ấy, thường những người họ trải qua đau khổ, khó khăn, thử thách nhiều, không lầm than sao biết chuyện con người. Nếu mà mình cứ sống sung sướng trong xa hoa nhung lụa thì có những cái trải nghiệm sống mình cũng không biết được. Không mưa gió, không lang thang sao biết gió mưa nhiều, không lầm than sao biết chuyện con người, không đau khổ lấy gì làm chất liệu, không lang thang sao biết gió mưa nhiều. Cảm ơn Lương Công Hoàng đã nhắc lại những cái kỷ niệm. Khi mà vào cái nhà, bạn nào mà lên Sơn La ấy, cứ vào cái nhà tù đấy, chúng ta chỉ cần nhìn cái cách mà thực dân Pháp họ xây cái nhà tù nó khủng khiếp. Cái nhà tù đấy gọi là cái nơi rừng thiêng nước độc, và vào đấy chỉ có con đường chết thôi. Vậy mà cha ông chúng ta họ vẫn tồn tại, rồi họ vẫn
sống được và sau đó làm nên những cái cuộc cách mạng thành công. Đấy là một trong những cách. Rồi ở đây có anh chị em nào có biết cái câu chuyện, biết cái câu chuyện của nữ anh hùng Trần Thị Lý không? Lương Thanh Quỳnh, Lương Thanh Quỳnh ngày xưa học lớn lên ở Đà Nẵng một giai đoạn rất là dài, có cây cây cầu Trần Thị Lý, thì không biết là có biết về cái lịch sử người anh hùng Trần Thị Lý không, Lương Thanh Quỳnh? Dạ em không biết anh ơi. Thế hả? Đấy. Cạnh cái cầu Cánh Buồm bây giờ vẫn có cầu Trần Thị Lý đúng không? À, ok. Có anh chị em nào biết câu chuyện của Trần Thị Lý có thể bấm mic chia sẻ để chúng ta sẽ thấy là bản lĩnh nghị lực hơn người. Có ai biết không? Khi mà đến Đà Nẵng ấy, cho đi cái cầu Cánh Buồm mà đi thẳng từ sân bay ra sang cái sang bên phía biển, đi qua cầu Cánh Buồm, thì cạnh cái cầu Cánh Buồm đấy có cái cầu cũ của nó, đấy là cầu Trần Thị Lý, và cái cầu đó nó mang tính lịch sử cho nên người ta vẫn để lại cái cầu Trần Thị Lý, ngày nay không ai sử dụng nhưng người ta vẫn để cạnh cái cầu Cánh Buồm. Đó, bao nhiêu bạn đến Đà Nẵng mà nhìn thấy cái cầu đấy biết cái cầu đó thì giơ ngón tay cái. Cảm ơn cả nhà. Trong cái bài thơ của Tố Hữu có viết một cái bài thơ rất dài liên quan đến người anh hùng Trần Thị Lý. Em là ai, cô gái hay nàng tiên? Em có tuổi hay không có tuổi? Mái tóc em là mây hay là suối? Thịt da em hay là sắt là đồng? Chưa biết thịt da em hay là sắt là đồng. Chưa biết là Trần Thị Lý bị tra tấn, kẻ thù cắt đi, xin lỗi cả nhà, cắt đi những cái phần đẹp đẽ nhất của một người phụ nữ, đấy là hai cái bầu vú, rồi dùng cái thanh sắt nung đỏ để tra tấn vào cái vùng kín, mà bằng một cái ý chí kiên gan mà vẫn có thể vượt qua được và trở thành một nữ anh hùng. Và với các bạn nữ, hãy đọc cái câu chuyện của Trần Thị Lý để các bạn sẽ thấy biết là người Việt Nam anh hùng nghị lực như thế nào. Thế cho nên tại sao mà Tố Hữu có viết là thịt da em hay là sắt là đồng. Khi mà nghe về những cái câu chuyện và đọc cái bài thơ ngày xưa mình không hiểu, sau đấy mình mới học về lịch sử rồi đọc về những cái tấm gương ấy, và nó khiến cho mình mới nghĩ là cái cuộc sống này bây giờ mọi thứ với Siberia thì đã có sao, đã có một cái công cụ quá tốt rồi, có những cái dòng sản phẩm cực kỳ tốt, hiệu quả cao mà giá thì sao vô đối, đã có hệ thống huấn luyện và đào tạo, có môi trường, có một cái thị trường gần 100 triệu dân mênh mông như thế này, chưa nói đến các cái thị trường chung quanh chúng ta, và thấy khó khăn chỉ cần nghĩ đến Trần Thị Lý thôi, các bạn sẽ vượt qua một cách đơn giản và nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng. Thế thì tại sao niềm tin nó đến từ bản lĩnh, niềm tin nó đến từ nghị lực? Bởi vì khi mà ai đó từ chối mình vẫn cảm thấy bình an, có nghĩa là mình nghị lực hơn người. Mình gặp 10 lời từ chối, 20 lời từ chối, 50 lời từ chối, 100 lời từ chối, mình vẫn bình an và không có chuyện gì xảy ra, nghị lực hơn người. Thế còn nếu mà mình chỉ cần gặp vài cái từ chối, vài cái phản đối, vài cái cười chê thôi, đấy mà mình đã sao, tụt hết cảm xúc rồi, mà mình muốn bỏ cuộc rồi, có nghĩa là sao? Có nghĩa là nghị lực còn thấp, và chính vì vậy niềm tin nó còn thấp. Rồi có nhiều lắm, có rất là nhiều những cái câu chuyện mà chúng ta có thể học được từ những cái tấm gương rất là lớn. Thế cho nên cái môn lịch sử phải nói là một cái môn mà có thể giúp cho con người ta học về đạo đức và nghị lực rất hay. Các bạn cứ rất là yêu thích, các bạn có thể tìm hiểu về 14 anh hùng dân tộc Việt Nam, cho chúng ta rất nhiều bài học. Rồi thỉnh thoảng có những cái chuyến đi trải nghiệm lên Sơn La và nhà tù Sơn La, lên Điện Biên vào bảo tàng Điện Biên, bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ,
xuống Hà Nội thì vào bảo tàng Điện Biên, bảo tàng lịch sử quân sự, cái chỗ cột cờ Hà Nội. Rồi có những bạn nào mà thấy cuộc đời này nó khó khăn quá, nếu mà thấy nó khó khăn đó, chúng ta cứ nghĩ đến chúng ta cứ nghĩ đến cha ông chúng ta ngày xưa ấy, đi vào chiến trường biết đi là chết, tại sao họ vẫn đi. Bây giờ chúng ta từng nói với nhau đấy, biết uống sản phẩm này nó là khỏe đẹp, tại sao không uống? Biết chia sẻ là có tiền, tại sao không chia sẻ? Điều gì nó còn ngăn cản chúng ta? À, ông anh chị em, điều gì nó còn ngăn cản chúng ta? Rồi mục tiêu đánh thắng đế quốc Mỹ còn đánh được, đánh thắng đế quốc Pháp còn đánh được. Mục tiêu của chúng ta K4 tại sao không? K5 tại sao không? K6 tại sao không? Và tất cả chúng ta biết là đường đi của tiền là gì? Anh chị em nào nhớ bật mic chia sẻ để chúng ta có thể thấy được rằng là nghề của chúng ta rất là đơn giản nếu chúng ta hiểu đường đi của tiền. Xin mời. Tôi, Phạm Thị Hoa. Ok, xin mời Phạm Thị Hoa tiếp. Vâng, em xin cảm ơn thủ lĩnh. Em được thủ lĩnh dạy và chia sẻ là đường đi của tiền đi từ đầu và qua thông qua cái miệng. Đúng rồi. Cảm ơn Hoa. Đường đi của tiền là đi từ cái đầu này, thông qua cái miệng. Đó. Cái gì có ở trong đầu, đi qua cái miệng này thì sẽ có ở trên tay. Một cách rất là đơn giản. Uống vào, tốt, đi kể chuyện. Trong môi trường tốt, kiếm tiền tốt, kể chuyện cho người khác. Chỉ rất là đơn giản thế thôi. Nhưng mà tại sao có rất là nhiều người không mở miệng được? Nghề kinh doanh của chúng ta nó gọi là sharing economy, sharing business. Ngành kinh doanh chia sẻ. Ngành kinh doanh chia sẻ mà mình không chia sẻ thì làm sao mình có, làm sao mình có tầng 1? Tại sao mình vẫn bị táo bón? Tại sao có những anh chị em vẫn bị táo bón, không có tầng 1, nó dặn mãi không ra? Bởi vì miệng mình chưa mở. Đơn giản như vậy thôi, đúng không? Là bởi vì miệng mình chưa mở. Thỉnh thoảng Cường vẫn tranh thủ chia sẻ để tạo một thói quen. Và nó rất là đơn giản. Và mình làm việc càng đơn giản bao nhiêu, càng thẳng thắn bao nhiêu ấy, thì nó càng hiệu quả bấy nhiêu. Rất là đơn giản. Hôm trước Cường có kể cái câu chuyện, không biết bây giờ bạn nãy Cường có gọi bạn ấy, chiều nay bạn mới ký hợp đồng, Cường chia sẻ rất đơn giản thôi. Vì bây giờ cũng gần hết giờ rồi, nhưng Cường không muốn chia sẻ lại câu chuyện đó. Việc của chúng ta là mở cái miệng này ra. Và muốn mở miệng được đương nhiên phải có nghị lực. Tức là mở miệng chia sẻ phải có nghị lực. Và nếu mà chia sẻ người ta không đón nhận mà mình vẫn chia sẻ, đấy là nghị lực hơn người. Nếu mà 5 lần người ta từ chối, mình vẫn tiếp tục làm bạn với họ, chia sẻ, nghị lực hơn người. 10 lần người ta từ chối, mình vẫn chia sẻ với họ, nghị lực hơn người, thì sẽ thành công, đơn giản thế thôi. Bởi vì có những người người ta ra quyết định ngay, có những người thì bởi vì cái hệ thống niềm tin của họ khác, thế giới quan của họ khác. Giống như chú Đường nãy nói đấy, mình thì hiểu Siberia, nhưng họ chưa hiểu. Và mình chia sẻ, họ chưa hiểu, họ phản đối là bình thường. Họ chưa hiểu, họ chưa đón nhận là bình thường. Cái việc của mình là sao? Biết một cái điều tốt, chia sẻ đến cùng. Thì nó cần phải có rèn cho mình cái nghị lực hơn người. Và tại sao S69 chúng ta có câu lạc bộ chạy bộ S69? Sáng 5 giờ, 5 rưỡi, 6 giờ sáng xỏ giày vào chạy bộ. Đấy là chúng ta rèn nghị lực. Và cái điều quan trọng là ngày nào cũng như ngày nào. 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 Bằng những thứ rất đơn giản thế thôi, nó giúp cho chúng ta có thể thành công trong một cái công việc kinh doanh này. Đấy, và ta biết là nghề chúng ta rất đơn giản, đấy là nghề bán niềm tin. Mà muốn có niềm tin thì nó phải đến từ thứ nhất, đấy là nghị lực. Rồi sau đó thì buổi hôm sau chúng ta sẽ chia sẻ tiếp với nhau. Đấy, và Cường chia sẻ lại, chúng ta muốn rèn cho mình nghị lực, điều đầu tiên hãy học các tấm gương cha anh đi trước, sẽ giúp cho chúng ta. Bởi vì chúng ta biết là người Việt Nam chúng ta ý chí kiên cường, đúng không? Kiên gan, bao nhiêu khó khăn chúng ta còn vượt qua được. Bây giờ chúng ta làm giàu tập thể, dạy nhau, huấn luyện nhau, chia sẻ với nhau tất cả mọi thứ có sẵn mà mình không giàu có được thì đúng là thật là lãng phí. Kinh doanh theo mạng được gọi là một cuộc cách mạng. Kinh doanh theo mạng được gọi là xã hội hóa làm giàu.
Bởi vì lần đầu tiên trong lịch sử loài người, người ta chia sẻ, giúp đỡ, huấn luyện và đào tạo nhau làm giàu tập thể. Kinh doanh theo mạng được gọi là xã hội hóa làm giàu. Nó gọi là Wealth Revolution, tức là một cái cuộc cách mạng về làm giàu. Vậy chúng ta thấy kinh doanh truyền thống làm gì có ai chia sẻ và dạy nhau làm giàu, miễn phí không có. Kinh doanh nhượng quyền không có. Bán hàng online thì ép nhau mua một đống hàng về, đúng không? Hàng đấy như thế nào chúng ta còn chưa biết. Nhưng network marketing với Sibri thì hoàn toàn khác, chúng ta thấy không nào? Được gọi là một cuộc cách mạng về làm giàu. Bởi vì lần đầu tiên trong lịch sử loài người, người ta chia sẻ, giúp đỡ, huấn luyện, đào tạo nhau làm giàu tập thể. Đó. Thế cho nên đây là một cái cơ hội có thể nói là mang lại cho tất cả mọi người, không phân biệt màu da sắc tộc, không phân biệt trình độ, không phân biệt già trẻ, không phân biệt gái trai, không phân biệt kể cả tám vía, không có phân biệt gì hết. Và là một cái cơ hội để chúng ta có thể làm cho bản thân mình hoàn toàn khác. Nếu mình sinh ra trong một dòng họ từ trước đến giờ vẫn nghèo, mình là người đầu tiên sẽ thay đổi cái dòng họ nhà mình. Bao nhiêu trong số các bạn muốn làm nên những cái điều tuyệt vời cho chính mình và dòng họ của mình, giơ ngón tay cái. Cảm ơn cả nhà. Network marketing với Sibri sẽ giúp cho chúng ta điều đó. Nhưng trước tiên mình hãy rèn cho mình nghị lực hơn người, đúng không? Thì chúng ta sẽ mọi thứ nó trở nên đơn giản. Và cần rất là biết ơn, thứ nhất là biết ơn, cảm ơn chú Đường đã truyền cảm hứng cho chúng ta buổi tối ngày hôm nay. Và cảm ơn tất cả các bạn đã chia sẻ. Và cảm ơn tất cả anh chị em vẫn có mặt đến giờ phút này. Chúc cho chúng ta tháng này sẽ xuyên đích. Đấy, và những anh chị em nào mà đã ấn định tư vấn viên cao cấp để có mặt tại đào tạo nhà đào tạo, thì chúng ta bám đích đến cùng. Đúng không? Bám đích đến cùng. Chỉ cần tăng tốc độ chia sẻ đơn giản hơn thôi. Hỏi hai nhu cầu, sức khỏe hoặc là kiếm tiền. Đấy, để chúng ta sao? Và nó phụ thuộc vào số lượng gieo, nó phụ thuộc vào cường độ gieo. Thì chúng ta sẽ có mùa bội thu. Chúc cho tất cả anh chị em chúng ta sẽ từ nay cho đến đêm 31 tháng 7 chúng ta sẽ đón nhận rất là nhiều những cái kết quả tuyệt vời. Một món quà đặc biệt để tặng Chủ tịch Tập đoàn vào lúc 16 giờ mùng 2 tháng 8 trong cái chương trình hội nghị kinh doanh online toàn cầu. Chúng ta sẽ có theo dõi trên livestream. Bây giờ chúng ta sẽ bắn tim và chúc ngủ ngon và hẹn gặp lại tất cả anh chị em trong những cái chương trình chia sẻ tiếp theo. Chúc cả nhà ngủ ngon. Bye bye. Cả nhà ngủ ngon. Cả nhà ngủ ngon. Bye bye.